tháng 4, tức là ra Tết ấy, là vợ của con là Hồ Thị Xuân Hòa sẽ được làm bọc cái tem. lễ bọc tem Amen. trong Ok. hội thánh. Con cảm ơn Chúa rất nhiều, Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng con. Con cảm ơn Chúa, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. 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 Cảm ơn thầy Hòa. Thầy lời thầy Hòa cầu nguyện rất là sâu sắc. Mặc dù thầy Hòa và cô thầy Tấn Amen. và cô Hòa vừa mới tiếp nhận Chúa hơn 2 tháng qua thôi, và lời cầu nguyện thì đã có nhiều cái mới và tiến bộ ở trong niềm tin ở Chúa. Đặc biệt là thầy Hòa, thầy Tịnh vừa mới chịu phép báp têm vào đầu tháng 12 vừa rồi, và sắp tới này sắp Amen. tới lễ phục sinh. Lễ Giáng sinh thì là thầy Tịnh, còn Dạ. lễ phục sinh đó thì là Phục sinh. cô Hòa. Tức À, là Chúa sống lại với ta. lễ phục sinh là Chúa sống lại đó. Dạ. Thì sẽ là cái dịp để mà cô Hòa sẽ chịu phép báp têm. Đây rất là À, vui, luôn chúng ta tiền cùng đây cầu cũng nguyện. cầu mong Chúa là ban cho là cô Thúy sắp tới cũng mới luôn, để cùng với cô Hòa sẽ bóc tem trong thời gian tới. Đúng rồi. Dạ. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho cô Thúy nữa, bởi vì cô đã bắt đầu đi làm hôm tuần chủ nhật tuần rồi, cho nên chúng ta không có được gặp. Nhưng mà trong tuần này, nội tuần này thì cô Diễm và cô Hồng, cô Diễm và chị Hồng này sẽ đi thăm chị Hồng, vợ của anh Nguyễn Xuân Tịnh đó. Hai chị em sẽ sắp xếp đi thăm chị Thúy để mà nói về Chúa, hướng dẫn và khích lệ. Chúng ta cầu nguyện cho cái chuyến thăm ở trong tuần này ha. Và Vâng. Amen. Rất là vui vì chúng ta được thờ phượng Chúa sáng hôm nay qua bài hát gặp gỡ Chúa Giêsu và qua lời cầu nguyện của thầy Tịnh. Vâng, mong rằng tất cả con cái Chúa đều gặp gỡ Chúa một cách tươi mới trong đời sống chúng ta. Chúng ta đang hướng về mùa xuân mới, đang hướng về cái Tết sắp tới đây rồi, rất là vui. Chúng ta xa xứ nhưng mà chúng ta vẫn có một cái ấm áp của gia đình hội thánh. Thầy Tịnh có đồng ý điều đó không? Amen. Chúng ta có một cái gia đình là hội thánh vườn nho, hội thánh của Chúa, và hội thánh toàn cầu luôn. Chúng ta đi đâu cũng có gia đình này hết, gia đình hội thánh. Tên thì khác nhưng mà Amen. cùng một trong thân thể của Đấng Christ. Ta rất là vui về điều này. Chúng ta hát bài hát Tiến bước với Chúa, rồi chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Israel. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Do Thái, bởi vì có những cái tiến bộ ở trong cái trận chiến ở xứ thánh, và chúng ta cầu nguyện Chúa cho dân sự của Chúa sẽ tiến lên và xây sớm xây cái đền thờ Jerusalem, và khi đó thì Đấng Christ Ngài sẽ ngự trị, Ngài sẽ tái lâm. Chúng ta cảm ơn Chúa về những ngày giờ qua, những ngày qua rất nhanh, và Chúa cũng sắp trở lại rồi. Xin cho chúng ta chuẩn bị đời sống của mình ở ở trong Chúa vững vàng để chúng ta được tiếp đón vào nước của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúng ta hát bài này: Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa mỗi lối đi trên đời. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa với tiếng ca rộn vang. Bầu trời mây ám với Ngày bóng ấm với bóng tôi tôi suốt lối đi chúc lối trần đi trần gian gian. Tôi đã biết biết tiến bước với tiêu bước Chúa, biết Chúa biết không chúa thay không đổi. thay Giêsu là bàn là thắng thắng, sống mãi thắng mất mãi với tôi không còn tôi không lo còn lo âu. Khi tôi đi bước theo ngã Ngài, trời mây ám với bóng tôi, suốt lối đi cuộc lối trần đi trần gian. gian Tôi đã quyết tiến biết bước với tiêu Chúa, biết Chúa không tôi dâng thay đưa trọn đổi. đời Hằng ngày tôi vì tiến tôi bước với đưa Chúa, lối dẫu đi lối đi nhỏ khó lối đi khăn. Hằng ngày tôi ngày tiến bước tiến với bước Chúa, với Chúa cứ vững với tin tim trong ta rộng Chúa. vang Trời dẫn gai vững mà chẳng lối, dẫu bước đi tôi buồn đi đi buồn đau, tôi đi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đưa trọn đời. đời Tôi không còn sợ chi, Chúa Chúa dẫn dẫn bước lối với bước tôi tôi,
tâm tôi cứ an yên, dòng đường đời ngày bước bước chân lối, do bước đi bước đi bằng nhanh, tôi đã biết tiếng bước với Chúa, Chúa dâng đưa cho tôi dâng đưa tròn đời, tôi không còn sợ bằng chi, Chúa dâng lối bước tôi qua bao đường gian nguy. Tâm tôi vẫn an bình, dòng đời gài vương mắc chẳng lo, dẫu bước đi buồn ba, tôi đã quyết tin bước với Chúa, Chúa dâng đưa cho tôi. Tôi đã quyết tin bước với Chúa, Chúa dâng đưa cho tôi. Amen. Đây là một cái lời quyết tâm, lời hứa của chúng ta. Chúng ta sẽ quyết tâm tiến bước với Chúa. Xin Chúa đừng để ai trong chúng con xa rời Chúa, ai trong chúng con tách tẻ khỏi đường đi mà Chúa đã ban cho chúng con. Chúa nắm tay chúng con để đưa chúng con đến thiên thành, là nơi mà chúng con đang chạy đua, chúng con đang hướng về để chạy tới đích. Chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ hướng về Jerusalem để chúng ta cầu nguyện cho dân cư, cầu nguyện cho tuyển dân của Chúa. Như chúng ta cũng đã biết về lịch sử của người Israel rồi. Ông Abraham, như ở trong Sáng Thế Ký, sách Sáng Thế Ký là sách đầu tiên của Cựu Ước, có nói về Abraham. Ông là một người từ Canđê. Canđê tức là một cái xứ sở thuộc về Babylon cổ xưa. Hay là nói về thuộc về Iraq, thuộc về Iraq. Và lúc đó đó thì Đức Chúa Trời đã gọi ông ra khỏi cái xứ Canđê, tức là cái xứ Iraq đó, để mà đi đến một cái nơi mà Chúa sẽ làm cho ông trở thành một dân lớn. Và Abraham đã vâng lời Đức Chúa Trời. Ở cuối cái đoạn 21 đó đó, và qua cái đoạn 12 thì chúng ta sẽ thấy được cái lời hứa của Chúa trong việc kêu ông Abraham ra khỏi cái xứ Iraq. Lúc đó ông chưa là một dân Israel. Israel là một dân mà Chúa đặt tên, Chúa gọi, Chúa chọn lựa qua một con người biết vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về lịch sử tại sao chúng ta cầu nguyện cho Israel. Thì chúng ta thấy chúng ta có giống, về cái hình thức chúng ta có giống ông Abraham không? Thưa có. Đây là cái câu chuyện rất là thú vị để chúng ta bắt đầu chúng ta cầu nguyện cho Israel, như là cái thông tin ở trên cái hướng dẫn cầu nguyện ở đây. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho Israel, cầu nguyện cho Jerusalem? Thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ một người, không một người từ một cái dân tộc khác, mà Đức Chúa Trời đã gọi ra cái dân tộc khác đó ra đến cái nơi mà Chúa chỉ cho ông, đó là cái xứ Canaan. Mà cái xứ Canaan đó là cái xứ Palestine ngày hôm nay, có nghĩa là trước khi có người Palestine á, cái vùng đất Canaan đó nó đã thuộc về ông Abraham. Và ông Abraham kỳ diệu thay, ông là một cái người Iraq mà Chúa gọi ông ra khỏi cái xứ Iraq đó, Chúa chọn lựa ông để trở thành một dân riêng thuộc về Chúa. Và ở trong Phi-e-rơ thứ nhất có nói về câu đoạn 2 câu 9 có nói về chúng ta cũng là một dòng giống được lựa chọn. Chúng ta một người thế gian, chúng ta ở bất kỳ tôn giáo nào không rành, không rõ, không biết, không quan trọng. Nhưng Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi thế gian để chúng ta trở thành một dân tuyển cho Đức Chúa Trời. Nó giống như cái câu chuyện mà chúng ta đang nói ở đây nè. Ông Abraham đã được Chúa gọi ra khỏi xứ sở của ông để trở thành một người được Chúa chọn. Và ông sanh ra Isaac, ông sanh ra Jacob. Và Đức Chúa Trời ở trong đoạn 12 của Sáng Thế Ký có hứa rằng ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. Và Kinh Thánh ở trong Roma cũng nói rằng Abraham được xưng là công bình bởi vì ông tin tất cả những gì Chúa phán hứa cho ông. So lại cái câu chuyện đó, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta cũng giống như vậy đó. Lý do mà Chúa chọn chúng ta đó, Chúa không có coi chúng ta là phát sinh từ ở đâu, nguồn nào, người tốt như thế nào, thậm chí tệ như thế nào luôn. Nhưng mà khi Chúa đã gọi chúng ta ra khỏi cái chỗ của mình, thì Chúa làm cho chúng ta trở nên một tuyển dân của Ngài, một tuyển dân thuộc linh của Ngài. Cũng giống như câu chuyện này thì Abraham đã vâng lời Chúa đi đến xứ Canaan, và tại đó
cho đến trước khi Chúa Giêsu Giáng sinh năm số 0, cái kỷ nguyên bắt đầu một cái kỷ nguyên mới mà Chúa Giêsu Giáng sinh đó, thì Israel đã trải qua khoảng 2.000 năm, khoảng 2.000 năm, khoảng 2.000 năm từ Abraham cho đến Chúa Giêsu Giáng sinh đó. Trong khoảng thời gian đó thì dân Israel được hình thành lên theo như lời hứa và sự vâng lời của Abraham. Thì cái khu vực như chúng ta cũng biết rằng khoảng 1.500 năm trước khi Chúa Giáng sinh, thì Israel đã thật sự có được cái vùng đất Canaan mà ngày hôm nay chúng ta thấy họ đang sống ở trên cái vùng đất Canaan đó. Thì cái vùng đất Canaan đó là cái vùng đất xứ đượm sữa và mật. Salomon là hậu duệ của hậu tự của ông Abraham đã xây nên cái đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cái đền thờ này là cái đền thờ mà đã được đặt ở tại Jerusalem. Jerusalem nó cũng có lịch sử 4.000 năm. Trước 4.000 năm cho đến ngày hôm nay là 4.000 năm là có cái thành phố Jerusalem rồi, có cái khu vực này rồi. Và Israel khi mà đã chiếm được Jerusalem làm thủ phủ của họ đó, cho đến ngày hôm nay thì ông Salomon đã xây dựng cái đền thờ ở tại Jerusalem. Và đặc biệt đó là cái đền thờ mà được xây dựng trên cái vùng đất đó đó là nó có liên quan đến câu chuyện mà chúng ta đang nói. Ông Abraham một ngày kia khi mà sanh ra Isaac thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Chúa thử Abraham bằng cách là Chúa coi Abraham có vâng lời Chúa tuyệt đối không, thì Chúa mới gọi Abraham lên trên cái núi Menoa, cái núi Moria, cái núi Moria. Tại cái núi này Chúa dạy ông Abraham rằng hãy dâng Isaac làm của lễ thiêu cho Chúa. Có ai mà giết con mình không? Không ai giết con mình hết, nhưng mà Chúa kêu Abraham làm việc đó, đem con mình ra giết nó để làm cái của lễ thiêu. Chúng ta mới vừa nghe đó về luân lý, chúng ta thấy cái điều này không thể xảy ra. Và tại sao Đức Chúa Trời lại lại thử Abraham như vậy? Nhưng mà Abraham vâng lời Đức Chúa Trời. Ông chuẩn bị hết tất cả những cái của lễ, những cái củi đá, ông xây dựng lên một cái bàn thờ rồi. Ông kêu Isaac nằm lên trên đó để chuẩn bị làm của lễ thiêu. Thì Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ Ngài đến hiện ra và cản ngăn ông. Thấy được tấm lòng của Abraham vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối. Và chúng mở mắt ông để ông thấy được ở bên kia kìa có một cái con chiên nó đang mắc kẹt ở trong đó, là cái con chiên đó sẽ làm cái của lễ thế cho mạng cho Isaac. Cái điều quan trọng ở đây chúng ta thấy được là Abraham đã vâng lời Đức Chúa Trời tuyệt đối để ông dâng Isaac là cái người con yêu nhất của mình cho Đức Chúa Trời, bởi vì ông vâng lời Đức Chúa Trời. Tuyệt vời trong cái câu chuyện này. Và cái hình ảnh này là cái hình ảnh của Chúa Giêsu. Ngài thứ nhất, Ngài là cái hình ảnh của con chiên thế mạng cho Isaac. Con chiên đó đã bị giết, đổ huyết ra ở trên cái núi Moria đó để mà thế mạng cho Isaac. Và cái câu chuyện này cũng cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã ban con của Ngài cho thế gian, như là Isaac là con của Abraham. Ông không tiếc gì đối với Đức Chúa Trời để dâng Isaac cho Chúa, thì Đức Chúa Trời cũng không tiếc gì con một của Ngài là Chúa Giêsu để ban cho thế gian. Nó có cái hình ảnh, nó có sự liên kết với nhau rất là chặt chẽ trong cái câu chuyện này. Và đặc biệt cái điểm nhấn á, là cái tại cái núi Moria này Isaac đã được dâng lên cho Đức Chúa Trời, và con chiên đã được dâng thế lên cho Chúa và thế lên cho Isaac đó. Thì tại cái chỗ núi đó đó, Salomon đã xây cái đền thờ cho Đức Giê-hô-va, cho Đức Chúa Trời. Tuyệt vời. Cho nên cái lịch sử của đền thờ Jerusalem này đó là nó có liên quan đến dân Do Thái, mà người Philippines, người Palestine hiện nay họ rất là khó chịu và họ muốn xóa sổ Israel, bởi vì họ nói rằng họ là con cháu của Abraham chứ không phải là Israel. Nhưng mà đọc kinh thánh, xuyên suốt kinh thánh, đó là lịch sử của dân Do Thái, đó là những lời mà Đức Chúa Trời đã mặc khải cho ông Môi-se viết ra, đã mặc khải cho 40 tác giả để viết ra kinh thánh mà chúng ta học trong giáo lý căn bản đó, để cho chúng ta khẳng định, để biết rằng có một tuyển dân mà Đức Chúa Trời đã gọi họ ra từ một dân tộc khác để lập nên họ trở thành tuyển dân cho Đức Chúa Trời. Thì chúng ta cũng giống như vậy, được Chúa chọn, Chúa cứu từ cái nguồn nào đó trên thế giới này, từ một dân tộc nào đó, để chúng ta trở thành một dân tuyển cho Đức Chúa Trời. Cho nên sáng hôm nay chúng ta trở lại với cái ý của cái bài học này để chúng ta cầu nguyện cho Cầu nguyện. người người Israel. Tại sao chúng ta cầu nguyện cho Amen. Israel? Là bởi vì họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng là tuyển dân của Đức Chúa Trời theo ý nghĩa thuộc linh.
Israel đang bị đe dọa bởi những cái phiến quân Hồi giáo cực đoan, và họ muốn quét sạch Israel ra khỏi cái vùng đất mà Đức Chúa Trời ban cho Israel rồi. Và người Palestine thì họ muốn cái điều đó, nhưng mà bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa cùng tổ phụ của họ là Abraham, như chúng ta đã nhắc từ ban đầu ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12, thì Đức Chúa Trời không bao giờ đổi ý cả. Cho nên hội thánh để làm gì? Hội thánh trên đất này để làm nên chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, trong đó có việc chúng ta cầu nguyện để Đức Chúa Trời bảo vệ dân Israel. Và cái đền thờ Jerusalem này đã bị phá hủy vào năm 70 sau Chúa. Sau khi Chúa Giêsu thăng thiên rồi thì năm thứ 70 đó người La Mã đã đánh sập cái Jerusalem, cái thành phố Jerusalem và cái đền thờ Jerusalem ở tại do xứ Trung Đông này, vùng đất thánh này, thì cho đến ngày hôm nay không có cái đền thờ đó. Cho nên người Do Thái họ ước mong để xây dựng lại cái đền thờ này nhưng mà không được, bởi vì bị các cái nước Hồi giáo chung quanh họ cản, họ không cho và chưa đến thời điểm. Cho nên chúng ta có nhiệm vụ là gì? Chúng ta cầu nguyện. Ngay cả chúng ta nữa, chúng ta là tuyển dân thuộc linh, chúng ta mong muốn thấy cái đền thờ Jerusalem này được xây dựng trở lại. Và khi đó thì Đức Chúa Trời sẽ Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời Giêsu, Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài sẽ tái lâm, Ngài sẽ trở lại khi cái đền thờ này được xây dựng, được hoàn tất. Cho nên giờ này chúng ta hãy cầu nguyện. Amen. Dạ. Xin chúng ta cầu nguyện Amen. để Đức Chúa Trời sớm làm thành cái điều mà chúng ta ước mong, và chính Chúa cũng mong thấy điều đó nữa quý vị. Nhưng mà cái thời điểm thì chưa đến, cho nên chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho cái thời điểm này mau đến. Cho nên mình đang Amen. nói về cái lịch sử của cái đền thờ Jerusalem, lịch sử về tuyển dân Do Thái. Hôm nay chúng ta hiểu rồi phải không? Tuyển dân Do Thái ở đâu mà có, đâu tự nhiên mà Chúa dựng nên trời và đất rồi có Do Thái ở đó đâu, nhưng mà nó là một cái câu chuyện của một người vâng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta có vâng lời Đức Chúa Trời để làm điều gì đó mà Ngài muốn chúng ta không? Chúng ta đang vâng lời Đức Chúa Trời đó quý vị. Khởi đầu là chúng ta ra khỏi thế gian để chúng ta trở thành một dân của Ngài. Rồi kế tiếp là gì? Mỗi người chúng ta đều có những cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định sẵn lắm. Ngài gọi chúng ta mở hội thánh, Ngài gọi chúng ta mở phòng cầu nguyện theo những cái chương trình, những cái hoạch định riêng mà Ngài có ý định cho từng nơi, từng khu vực, từng nhóm dân, từng cộng đồng. Đó là những cái chương trình của Chúa cho chúng ta. Và chúng ta kiểm lại, chúng ta thấy chúng ta có đang vâng lời Chúa hay không? Câu trả lời là thưa có. Và chúng ta đang làm điều đó. Tạ ơn Chúa về cái tin nhắn của một sư mát cũng thông báo luôn. Hôm qua thì ông có nhắn tin cho Hội Thánh Vườn Nho. Ông nhắn là Hội Thánh Mỹ sẽ làm phép báp têm, làm lễ báp têm vào dịp Phục Sinh. Cho nên hỏi Hội Thánh Việt Nam mình có con cái Chúa nào có muốn dự phần, ai là candidate cho ông biết. Thì mình nói khoan đã, đợi tôi để tôi sẽ thông báo cho ông. Thì tối hôm qua khi mà chúng tôi học Kinh Thánh ở nhà của thầy Tịnh và cô Hòa, thì cô Hòa đã đồng ý để chịu phép báp têm ở trong đợt này. Nên chúng ta cũng giáo phước điện cho cô Hòa, như hồi sáng thầy Tịnh cũng có cầu nguyện cho vợ của mình đó. Rồi sắp tới này chúng ta không biết, chúng ta dạy Kinh Thánh cho cô Thúy, rồi cô Thúy cũng sẵn sàng dạy Kinh Thánh cho Tammy, Tammy cũng sẽ sẵn sàng. Vâng, đó là những gì mà chúng ta sẽ cùng với bà nội hiệp một trong lời cầu nguyện giờ này ha. Dạ vâng, xin mời bà nội Hallelujah dâng lời cầu nguyện theo cái tài liệu chàng mới vừa nói. Cái là bà nội cầm tài liệu liền, bà nội dễ thương quá. Amen. Thương bà nội quá, thương bà nội quá. Dạ, kính mời bà nội cầu nguyện theo cái tài liệu mà bà nội đang cầm trên tay cho Israel tuyển dân thuộc linh. Và chúng ta hội thánh là tuyển Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời, và hội thánh chúng ta là tuyển dân của Đức Chúa Trời một cách thuộc linh. Dạ, kính mời bà nội cầu nguyện. Amen. Amen. Dạ. Xin phép chúng ta hiệp ý nhau cầu nguyện Chúa. Tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn nhắc nhở chúng con trong Thi Thiên 122 là hãy cầu nguyện cho Jerusalem. Amen. Phải chơi. Vì Israel là tuyển dân của Đức Chúa Trời, hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến Jerusalem sẽ được thới thành. Phàm kẻ nào yêu mến Jerusalem sẽ được bình an, ở trong Thi Thiên đoạn 22 câu 6.
Chúa, chúng con theo lời của Chúa mà chúng con cầu nguyện là Chúa xin Chúa ban phước cho dân Do Thái. Họ ở khắp nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có người Do Thái ở đó, Chúa ơi. Ở tại Cali này cũng có người Do Thái, họ có rất là đông người. Xin Chúa ban phước cho 17 triệu dân Do Thái ở 133 quốc gia trên thế giới hiện nay. Chúa ơi, xin Chúa cứu người Do Thái để họ trở lại tiếp nhận đấng Mêsia là Đức Chúa Trời chúng con. Ơi ơi Chúa ơi, họ ở khắp nơi trên thế giới, họ ở Do Thái thì 8,6 dân mà chỉ có 1% là Cơ Đốc nhân mà thôi. Xin Chúa cứu người Do Thái, Chúa ơi, Chúa cho họ tỉnh lại. Chính họ là những người đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Bây giờ họ phải tỉnh thức trở lại để họ ăn năn và họ sẽ tin nhận Đức Chúa Trời. Chúa ơi, họ ở khắp nơi trên thế giới, tại Mỹ cũng có 5,7 triệu và châu Âu thì họ 4,4 triệu ở châu Âu. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho người Do Thái họ trở lại để họ tin nhận Đức Chúa Trời. Và chúng con cầu nguyện để đền thờ thứ ba tại Jerusalem sẽ xây lại trên đền cũ, thì chúng con thấy ứng nghiệm là đời Đức Chúa Trời sẽ đến. Chúa cho chúng con thấy và chúng con biết, chứ chúng con không phải là người mù đi giữa thế gian này. Chúa cho chúng con biết ngày và biết giờ Chúa sẽ đến, khi đền thờ thứ ba sẽ xây lại trên nền cũ thì Chúa sẽ đến. Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa ban cho chúng con giữ sự trung tín và rao truyền sự chết của Chúa cho nhiều người biết đến, để họ cũng được cứu như chúng con. Chúa chúc phước cho hội thánh Vườn Nho chúng con ở Zona, các hội thánh ở Cali nơi con ở. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con không phải gia đình con được cứu mà thôi, nhưng chúng con phải nhớ bao nhiêu người ở trên thế giới này, ở Mỹ này mà nơi chúng con. Chúa ơi, Chúa cho chúng con biết tấm lòng u mang những linh hồn chưa biết Chúa, để chúng con nói, chúng con không được im lặng. Chúa ơi, Chúa dạy chúng con là hãy rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Chúng con không được im lặng, chúng con phải nói cho người gia đình, người thân con, người lối xóm chúng con và những bạn bè chúng con nữa. Xin Chúa cho chúng con có sự trung tín đó. Chúa ơi, Chúa ở cùng chúng con, ban cho chúng con có một tinh thần truyền giáo mọi nơi, tất việc có tinh thần truyền giáo để đem cứu người về cho nhà Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và chúng con cầu nguyện cho đền thờ thứ ba sẽ sớm xây lại trên nền cũ tại Do Thái, thì Đức Chúa Trời sẽ đến với chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Hiện giờ cầu nguyện cho Thủ tướng Netanyahu, cho quân đội sát của Israel cũng được khôn ngoan, bình yên. Chúa ơi, Chúa dạy chúng con luôn luôn hãy cầu hòa bình cho Israel, để chúng con vâng lời Chúa. Chúng con luôn cầu nguyện Thủ tướng Netanyahu có sự khôn ngoan để điều hành đất nước Do Thái. Chúng con cảm ơn Ngài. Ôi Chúa, Chúa lắng nghe và Chúa sẽ ban phước hơn những gì mà chúng con cầu nguyện, cầu xin nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, tạ ơn Chúa. Ngài luôn luôn yêu những người cầu nguyện và Chúa lắng nghe. Chúa ban phước theo những gì mà chúng con xin, là Chúa sẽ ban phước cho dân tộc, cho đất nước chúng con, cho những người thân của chúng con nữa, Chúa ơi. Họ biết Chúa Giêsu nhưng mà họ không tiếp nhận. Chính gia đình con ở Việt Nam có những đứa em, đứa cháu, chúng nó có tiền nhiều nhưng mà chúng nó không có Chúa, là chúng con nó mất tất cả. Xin Chúa cứu gia đình con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa và chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa một buổi sáng. Xin Chúa chúc phước cho phòng cầu nguyện chúng con. Chúa chúc phước cho mục sư, gia đình mục sư David Đông, của Diễm. Được ơn của Chúa để dẫn dắt chúng con một buổi sáng tìm kiếm Chúa, cầu nguyện với nhau, thật là vinh hạnh và phước hạnh. Amen. Điều đó đẹp lòng Chúa. Chúa ơi, Chúa chúc phước cho Thánh Vườn Nho được mở mang ra rộng lớn, và chúng con tin rằng sẽ có nhiều người đến. Chúng con không cần phải truyền giáo mà đến hỏi chúng con là Đức Chúa Trời con là ai. Chúa ơi, vì chúng thấy Chúa thấy chúng con là biết
yêu thương nhau một cộng đồng, tức là chỉ có người tin lành mới yêu thương nhau mà thôi. Như Chúa dạy chúng con, kính Chúa và yêu người, thì chúng con làm đúng như vậy. Phải Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa ở cùng chúng con, giúp mỗi người chúng con không phải mục sư chấp sự, nhưng tất cả mỗi người chúng con mang danh là tin lành, là con của Đức Chúa Trời. Chúng con sẽ hầu việc Chúa bằng mọi cách để tiếp cận những người xung quanh chúng con, họ biết có một Đức Chúa Trời, để họ trở lại tin Chúa. Chúng con phải nói, chúng con phải làm chứng về Chúa thì họ không có biết. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con có sự giản dị, có được ơn trong lời chia sẻ chúng con, để khi chúng con dẫn dắt ai thì họ sẽ được là con của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa một ngày mới. Xin Chúa chúc phước cho những đứa trẻ thơ của chúng con, trong đó có Sam, Yahoo, Heidi, Peter, David, rất là nhiều đứa trẻ. Chúng nó phải đến trường, chúng nó đi học, đi làm. Xin Chúa giữ gìn tay lái của chúng nó được an toàn, bình an nơi trường học. Nhờ Yahoo con sẽ đi trở lại cái trường ở xa để học lại trong những ngày nghỉ hè. Xin Chúa chúc phước cho chuyến bay của Yahoo đi được mọi sự bình an. Chúa chúc phước cho cháu con được học giỏi, được sức khỏe. Chúa ban cho. Nhờ Chúa đặt con cháu chúng con đứng đằng đầu chứ không phải đứng đằng lui, đứng trên cao chứ không phải đứng dưới thấp. Chúa ơi, chúng con tạ ơn Chúa vì những lời hứa của Chúa. Xin Chúa giữ gìn những đứa trẻ của chúng con được bình an, được kính sợ Đức Chúa Trời. Vì những đứa trẻ chúng con là những đứa tiếp nối chúng con để hầu việc Chúa. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng nó yêu Chúa và hầu việc Chúa luôn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng lên lời tạ ơn Chúa buổi sáng. Xin Chúa ở cùng mỗi gia đình nhỏ chúng con trong cuộc sống hàng ngày, được may mắn, bình an. Chúa cho ngày mới. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con hết lòng hiệp nguyện cầu nguyện tạ ơn Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn bà nội đã cầu nguyện chi tiết ở trong cái chương trình cầu nguyện của chúng ta sáng hôm nay. Dạ. Amen. Dạ, Thi Thiên 122 câu 6. Dạ, bà nội sửa lại là 122 câu 6 chứ không phải là Thi Thiên 22 câu 6. Thi Thiên 122 câu 6. Dạ. Dạ, đó, đầy đủ. Đó là Chúa dạy chúng ta rằng hãy cầu hòa bình cho Jerusalem và yêu mến ngươi sẽ được thới thạnh. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Jerusalem qua cái cuộc chiến hiện nay mà nó gọi là cuộc chiến tranh ở tại Israel, mà do Iran họ đang hậu thuẫn cho các phiến quân Hồi giáo đang làm khó, làm mưa làm gió, và chưa bao giờ Israel họ trải qua cái cuộc chiến dai dẳng như vậy, và dự định là sẽ hết năm nay luôn quý vị. Hết năm nay thì mới dẹp được cái đống tàn dư của những kẻ khủng bố mà bị liệt vào danh sách của những người khủng bố. Chúng ta cũng hãy yêu thương những người khủng bố nữa, bởi vì họ không biết Đức Chúa Trời. Họ làm một cách mù quáng và họ giết chóc, rồi họ gây nên những cái sự khó khăn chiến tranh hiện nay ở xứ Trung Đông này. Bởi vì theo thời sự chúng ta được nghe thì chúng ta biết rằng người Do Thái họ cũng đã cho những cái quyền lãnh đạo cho Palestine rồi, họ có một cái chánh quyền lãnh đạo, nhưng những ngày qua thì cái sự giúp đỡ, cái sự tài trợ và cái sự ảnh hưởng, cái sự cái quyền lãnh đạo đó đã bị Hamas họ lấy lâu lắm rồi, mà người Do Thái đã cảnh báo Liên Hiệp Quốc và nước Mỹ về việc này, nhưng mà cho đến cái khi mà đã đổ ra chuyện rồi đó thì mọi sự đã muộn. Bây giờ thì phải tiêu diệt cái chủ nghĩa khủng bố đó thì gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì về phía dân Palestine hay là Palestine á, thì họ muốn ra đi, họ muốn đi đến một cái nơi để họ an toàn thì lại bị Hamas giữ chân lại, cầm chân, không có cho họ ra khỏi cái khu vực họ đang sinh sống trong thành phố. Cho nên người lính IDF, tức là lính phòng vệ của Israel, rất là khó khăn trong việc vừa đánh Hamas mà vừa phải bảo vệ mạng sống của người Israel, làm sao mà tránh được thương vong. Và càng thương vong cho đến bây giờ thì báo chí nó đưa lên tới 24.000 người bị thiệt mạng, người dân. Nhưng mà cái việc đó là cái việc mà cái phiến quân Hamas họ không có cho người dân di tản,
họ muốn ở đó và họ trà trộn vào ở trong cái số dân đó để mà gây nên những cái thiệt hại, để rồi lên án người Do Thái. Nhưng mà cái chủ nghĩa khủng bố đó, bây giờ người Do Thái họ mới muốn là tiêu diệt cái chủ nghĩa đó. Bởi vì nếu như mà Hamas bị diệt đó, thì cái chủ nghĩa khủng bố khác cũng sẽ lên thay thế. Cho nên cái mầm mống đó là phải diệt. Cho nên họ mới đem quân để họ san bằng tất cả những cái thành trì và những cái cơ sở của cái Hamas và cái chủ nghĩa khủng bố này. Nhưng mà cái gốc của nó đó thì nó xuất xuất phát từ tận Iran, là Iran là cái nơi mà yểm trợ cho cái sự khủng bố này và gây nên những cái sự lộn xộn ở vùng Trung Đông những ngày qua. Vì sao sáng hôm nay chúng ta cầu nguyện cho Israel? Bởi vì chúng ta trong tuần lễ chúng ta có một cái ngày để chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho họ, và Chúa đặt để chúng ta trong cái gánh nặng để cầu thay cho họ. Và cầu nguyện cho Israel cũng chính là cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho sự an nguy của chúng ta nữa, tuyển dân thuộc linh của Chúa. Chúng ta cũng bị trong cái trận chiến thuộc linh nó cũng giống như vậy đó. Bao nhiêu người bị hãm áp, bị ma quỷ nó ức hiếp, cần phải được giải cứu, thì hội thánh phải có nhiệm vụ đó. Chúa tập cho chúng ta chiến trận ở trong cái chiến trận thuộc thể mà chúng ta thấy được, thì chúng ta cũng sẽ cầu nguyện trong cái chiến trận thuộc linh mà chúng ta không thấy được, để chúng ta chiến đấu và giành sự thắng. Chúa cho chúng ta thấy được bằng mắt cái trận chiến tại Trung Đông để chúng ta đánh trận thuộc linh thế nào, thì trong cái trận chiến thuộc linh này chúng ta cũng chiến đấu như vậy. Nên một lần nữa chúng ta hãy cầu nguyện cho quân đội, quân phòng vệ của Israel, cầu nguyện cho ông thủ tướng Netanyahu, thủ tướng quý vị, Israel có thủ tướng Netanyahu, chúng ta cầu nguyện cho ông có sự khôn ngoan và sự nhạy bén, và ông đang bị chỉ trích, cộng đồng quốc tế chỉ trích rất nhiều, nhưng 2 tỷ 2,6 tỷ cơ đốc nhân, 2,6 đến 2,8 tỷ cơ đốc nhân trên toàn thế giới thì hiểu được Israel, hiểu được công việc của ông, hiểu được cái khó khăn của ông ấy đang phải gánh vác, hiểu được cái sự khó khăn của Israel. Gần đây thì người Israel, mới hôm qua tôi đang xem cái thông thông tin đó, là họ họ tuyên bố là nếu như nước Mỹ không tiếp tục ủng hộ hay là giúp đỡ Do Thái nữa, thì Do Thái sẽ tự đứng một mình để mà tiếp tục đánh tan cái chủ nghĩa khủng bố, và Israel sẵn sàng để mà đối đầu với Iran. Cái chủ mưu đó là Iran, quý vị, một đất nước thù địch với Israel ngàn năm qua rồi, hàng ngàn năm qua rồi, và họ không muốn có Israel trên bản đồ thế giới. Cái chủ nghĩa Hồi giáo như thế đó. Nên chúng ta cầu nguyện Chúa, xin Chúa gìn giữ dân sự của Ngài, như là Thi Thiên 125: các núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ lấy tình yêu đời đời của Ngài vây phủ dân sự của Ngài từ nay cho đến đời đời. Và Kinh Thánh đi thêm 125 từ câu 1 tới câu 3: những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rung động. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng Si-ôn, cái biểu tượng của người Do Thái là núi Si-ôn đó, là cái đền thờ của Chúa, cái nơi mà Chúa ngự đó. Mà núi Si-ôn là cái biểu tượng của niềm tin và cái nơi Chúa đặt chân ở đó, núi Si-ôn, trong cái biểu tượng thuộc linh của họ đó, không rung động. Hãy nhớ là không rung động nha quý vị. Có nghĩa là Đức Chúa Trời bảo vệ nơi đó, Đức Chúa Trời bảo vệ cho dù có điều gì xảy ra thì nó không hề rung động. Chúng ta tin điều đó và cầu nguyện như vậy. Hằng còn đến đời đời, các núi vây quanh Jerusalem thế nào, Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự Ngài thể ấy từ rày cho đến đời đời. Cây gậy của kẻ ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Đó, quý vị, đây là câu kinh thánh cho chúng ta luôn nữa, chứ không chỉ là tuyển dân của Chúa đâu. Vâng, đó thuộc về chúng ta, nên chúng ta hãy cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho Việt Nam chúng ta, với vùng biển đảo của Việt Nam. Vâng, cây gậy của cái ác không thể đặt trên sản nghiệp, ranh giới mà Đức Chúa Trời đã phân định cho từng quốc gia. Họ muốn đòi thêm không được, bởi vì đó thuộc về chủ quyền của chúng ta. Và hội thánh để làm gì? Hội thánh Chúa đặt để cho mỗi quốc gia, để hội thánh cầu nguyện cho quốc gia đó. Chúng ta là người Việt Nam, hãy cầu nguyện cho người Việt Nam, cầu nguyện cho người Việt Nam, cộng đồng ở Mỹ, rồi sau đó chúng ta cầu nguyện cho cộng đồng ở Mỹ, chúng ta cầu nguyện cho thế giới. Nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Nhưng mà chúng ta là người Việt Nam, hãy thờ phượng Chúa cùng với người Việt Nam, hãy xây dựng hội thánh với cộng đồng Việt Nam. Nếu chúng ta là người Việt Nam, máu của chúng ta, dòng máu chúng ta đang chảy, đó là dòng máu của dân tộc Việt, hãy nghĩ đến người Việt Nam, quý vị. Đừng nghĩ gì xa xôi hơn, đừng tìm gì đâu xa xôi hơn,
3 triệu người Việt Nam đang ở Hoa Kỳ đây. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu 3 triệu người đó. 30.000 người ở Arizona còn đó. Ai cứu họ? Hội thánh phải là nơi mà Đức Chúa Trời mở cửa để tiếp đón những người chưa được cứu. Cho nên cầu nguyện cho Israel cũng chính là cầu nguyện cho tuyển dân thuộc linh của Chúa, đó là hội thánh, đó là chúng ta đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu thai này, quý vị. Trời ơi, chúng con cầu nguyện, kêu cầu Đức Chúa Trời chúng con. Sáng nay chúng con giải tỏa rất nhiều, nói về rất nhiều điều từ trong Kinh Thánh. Chúng con có một cái sự liên lạc trực tiếp và ảnh hưởng cũng như sâu rộng, sâu đậm với tuyển dân của Đức Chúa Trời. Trời ơi, sáng nay con cầu nguyện đặc biệt cho cuộc chiến đang xảy ra ở tại Trung Đông, đang nóng dần. Và Israel vừa tuyên bố rằng họ cảm giác Hoa Kỳ đang bỏ rơi họ ở trong những ngày qua. Và giờ này chúng con cầu nguyện Chúa, Israel không chiến đấu đơn độc, mà Israel đang chiến đấu với rất nhiều hội thánh trên toàn cầu này. Cầu nguyện cho họ. Vâng, chúng con Cơ Đốc giáo trên toàn cầu cầu nguyện và ủng hộ, yểm trợ cho Israel. Con cầu nguyện chúc phước cho ông Netanyahu trong nhiệm kỳ thủ tướng này. Ông gặp rất nhiều khó khăn. Chúa ơi, xin Chúa ban cho ông được ơn của Ngài, sự nhạy bén, sự khôn ngoan. Israel không chiến đấu đơn độc như lời hứa của Ngài trong Thi Thiên 125, thứ 125, từ câu 1 tới câu 3. Những người tin cậy nơi Đức Giê-hô-va khác nào núi Si-ôn không rung động, không hề rung động. Vì Si-ôn không hề rung động, nơi Đức Chúa Trời ngự, nơi bệ chân của Ngài đặt đến không rung động, thì những người tin cậy nơi Chúa cũng giống như vậy. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho Israel họ vững vàng ở trong cuộc chiến này, và dự đoán của họ là trong vòng 2024 này vẫn còn kéo dài cuộc chiến và tiêu hao rất nhiều. Một ngày con nghe nói tiêu tốn đến hàng chục đến hàng trăm triệu đô la cho quân đội, cho cuộc chiến, cho lương thực, cho cứu trợ, cho tất cả. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa cho Israel trong trận chiến này. Chúa giống chúng con. Chúng con cầu nguyện Chúa cho Israel sớm ra khỏi cái cuộc chiến này. Chúng con cầu nguyện Chúa cho các binh lính. Gần đây có 4 người, hơn 20 lính Israel đã bị tử trận ở trong những cái cuộc phục kích của kẻ thù nghịch. Chúng con cầu nguyện cho họ. Chúa ơi, chưa bao giờ Israel từ lúc lập quốc mà phải có đối diện với một cái sự dai dẳng như thế này. Mà ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cho một cái quốc gia kế cận họ, đó là nước Iran. Chúng con cầu nguyện cho Iran. Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương, Ngài nhớ đến những người Iran. Con cũng biết rằng có một hội thánh của Chúa ở tại đó, hội thánh, cộng đồng hội thánh cũng đang được phấn hưng, được phát triển từ thập niên 90, đang trong sự thầm lặng, bị bắt bớ. Những người tin Chúa bị bắt bớ, bị đánh đập, bị tù đài, bị chụp mũ, nhiều điều ở tại Iran. Chúng con cầu nguyện cho quốc gia Hồi giáo này. Chúa ơi, họ càng gian ác, họ càng xa cách Đức Chúa Trời, thì Ngài càng kéo họ lại gần Ngài. Sáng nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót Israel, Ngài thương xót ngay cả Iran nữa, là một quốc gia mà gây nên sự thù địch hiện nay. Chúa ơi, xin Chúa cứu quốc gia này, cứu xứ sở này, Chúa ơi, và đem xứ sở này trở lại với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, ở trên thế giới này, cái cộng đồng đông thứ hai của tín ngưỡng đó là cộng đồng Hồi giáo. Họ chiếm khoảng 1,8 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới. Và khi biết được con số này, chúng con thấy được đúng như Kinh Thánh của Chúa có chép về cái dòng dõi Ishmael, là cái dòng dõi mà được chúc phước sau cái dân Israel. Chúa ơi, nhưng họ không biết thờ phượng Đức Chúa Trời, họ lại nói theo các thần, họ nói lại đi theo cái tôn giáo của họ. Chúa ơi, và Israel thì lại thờ phượng các thần. Và khi mà nhiều lần như vậy Chúa dạy dỗ, thì họ trở lại với Đức Giê-hô-va, Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho tình hình của tại Trung Đông. Nguyện đến Đức Chúa Trời Ngài trong cái trận chiến này, xin Đức Chúa Trời Ngài chiến đấu và chiến đấu cho họ. Xin Chúa gìn giữ, rồi giống như lời một người lính của Israel, quân đội của Hồi giáo, họ cho rằng Đức Chúa Trời của Israel họ không thể đánh bại, bởi vì những cái tên lửa của họ đã bị Đức Chúa Trời của Israel chặn đứng. Đó là điều mà họ đã nhận định ở trong cái cuộc chiến năm 2021 và tháng 5 vừa rồi. Vâng, con cầu nguyện cho điều đó tiếp tục xảy ra, vì đạn pháo của họ không thể đánh tiêu diệt được
người Do Thái, bởi vì Đức Chúa Trời của Israel đã bảo vệ Israel. Vâng, điều đó là điều mà tổ phụ của họ đã nói ở trong cựu ước, ở trong hàng ngàn năm trước rồi. Và bây giờ đến hậu duệ của họ cũng nói một điều y như vậy, tưởng tượng như vậy. Chúng con cầu nguyện Chúa cho sự an nguy của dân sự Chúa. Con cầu nguyện Chúa cho cái vùng biển đỏ, cái kênh đào Suez đang đối diện với những cái thách thức mà phiến quân Houthi họ đã bắn tên lửa vào. Họ đã gây nên một cái Cộng hòa Yemen, gây nên một cái sự khủng bố trong những ngày qua. Những cái tàu hàng của thế giới bị bắt cóc, bị bắn tên lửa, bị gây hại. Và dự đoán ở trong những ngày tới giá lương thực sẽ tăng. Nó giống như cái lúc mà đại dịch vừa xong thì mọi cái sự sản xuất và cái tình hình kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn. Chúa ơi, chúng con biết những cái sự khủng hoảng này nó đến từ quyền lực của sự tối tăm, và nó dùng những cái quốc gia cực đoan để mà gây nên cái đại họa cho thế giới, khởi đầu từ Trung Cộng, rồi bây giờ hiện nay là một số nước Hồi giáo cực đoan. Chúng con cầu nguyện cho hội thánh của Ngài ở những cái vùng đó, bởi vì họ cũng cầu nguyện rất nhiều. Chúa ơi, kẻ thù nghịch chúng con là bóng tối, là những cái quyền lực tối tăm đằng sau các chánh quyền đó, các chánh phủ đó. Cho nên ở trong Ê-phê-sô đoạn 6, chúng con được học biết đến việc cầu nguyện để chúng con không đánh trận cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng các thế lực tối tăm, cùng các thần dữ, các miền trên trời cao kia, các chủ quyền, các vua chúa của thế gian mờ tối, là những kẻ đứng đằng sau những nhà cầm quyền hiện nay. Trong danh Chúa Jesus Christ, xin Chúa Ngài thăm viếng và bắt đầu làm việc ở trên dân sự của Ngài. Chúa ơi, Chúa thu hộ cho dân sự của Ngài trong lời cầu nguyện sáng hôm nay. Trong danh Chúa Jesus, chúng con hủy phá công việc này, của công việc của sự tối tăm ngày hôm nay đang bao trùm. Con cầu nguyện đã chuộc cần chiến này sớm chấm dứt đối với nhà nước IDF, quân đội phòng vệ của Israel, thì họ cho rằng hết 2024 thì cuộc chiến mới có thể dừng lại. Nhưng con cầu nguyện cho cuộc chiến này dừng lại bất cứ lúc nào, nhanh chóng. Và con cũng cầu nguyện Chúa cho cái việc liên quan của Tổng thống Donald Trump. Ông sẽ tái đắc cử vào trong năm nay vào tháng 11, và mọi sự sẽ trở lại yên ổn trong 4 năm nữa. Trong 4 năm qua, thế giới chứng kiến sự thất bại, sự yếu kém của nhà cầm quyền, của chánh quyền thứ 46 tại Hoa Kỳ. Chiến tranh liên tục xảy ra. Ukraine bị đánh chiếm, bị Nga tấn công. Đài Loan xém bị chiến tranh, xém bị đang bị nguy cấp. Và Israel thì trong tháng 10 vừa qua bị một vố rất lớn. Khắp nơi đang có chiến sự xảy ra. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho hội thánh của Ngài được an toàn ở trong lúc này này. Chúng con cẩn thận làm theo lời của Ngài. Con chuẩn bị đời sống của mình để chúng con đối diện với hoàn cảnh. Chúng con đối diện với những ngày khó chuẩn bị xảy ra, đang xảy đến. Xin cho chúng con giữ mình ở trong sự trung tín với Ngài. Chúng con nhắm mục đích mà chạy. Chúng con không đánh trận với anh em của mình nữa. Chúng con không kình địch với những gì đang xảy ra chung quanh chúng con, mà chúng con sẽ nhắm mục tiêu, nhắm mục đích mà chạy để giật giải và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời ở trên trời. Chúa ơi, xin ban ơn cho chúng con trong trận chiến thuộc linh này. Chúng con cầu nguyện cho người anh em chúng con ở Israel, dân sự của Ngài ở nơi đó. Con cầu nguyện Chúa cho những người Cơ Đốc ở tại đó đang bị bắt bớ. Chúa ơi, họ cải đạo, họ tiếp nhận đấng Messiah, và họ bị bắt bớ bởi niềm tin khi họ chuyển đổi từ Do Thái giáo sang Cơ Đốc giáo. Chúa ơi, xin Chúa nhớ tới dân sự của Chúa, nhớ tới những người đã tiếp nhận cứu Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, là những người bị đuổi ra khỏi nhà hội, bị đuổi ra khỏi cộng đồng, bị bắt bớ, bị mất việc làm, bị tẩy chay, bị cộng đồng tẩy chay, bị cách ly. Con cầu nguyện Chúa cho những người theo Chúa, cầu nguyện cho các con dân của Ngài ở tại Do Thái nữa. Con cầu nguyện cho chuyến đi Israel của chúng con. Vâng, chúng con mong chiến tranh mau qua đi để chúng con có thể đến thăm Sứ Thánh, nơi Sứ Thánh hàng ngày tiếp đón hàng chục ngàn đến hàng trăm ngàn những khách thập phương, những người
trở về Jerusalem, nơi mà niềm tin và tín ngưỡng bắt đầu tại nơi đây, nơi mà Cứu Chúa đã đi trên những con đường ở tại nơi đây để giảng tin lành, nơi mà rất sống động về niềm tin ở tại xứ thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Cơ Đốc giáo, ban cho những người tin Ngài một cái sự chứng cớ chắc chắn, nhất là ngôi mộ trống của Chúa. Con cầu nguyện cho những nơi thánh tích này được bảo vệ trong cái trận chiến này, bởi vì người ta cũng không muốn nó tồn tại, bởi vì người ta muốn xóa sổ Israel, xóa sổ cả một cái nền tín ngưỡng ở tại nơi đây. Chúng con cầu nguyện cho chủ nghĩa Hồi giáo ở tại nơi đây, Iran, Syria và các tiểu vương quốc Ả Rập. Xin Chúa biến đổi cộng đồng này, xin Chúa thương xót. Chúa sai những giáo sĩ đến nơi đây để giảng đạo. Có những người âm thầm đang giảng đạo ở tại Afghanistan, đang giảng đạo để truyền giáo ở tại Iran, đang truyền giáo ở tại Iraq, và tính mạng của họ đang bị đe dọa hàng ngày. Con cầu nguyện Chúa ơi, ai là người cầu thay cho họ? Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện xin Đức Chúa Trời Ngài bảo vệ những người này Chúa ơi, khỏi những sự tấn công, sự trù dập, sự giết chóc, sự quý diệt của thế giới tối tăm này. Con xin dâng mọi sự trong tay của Ngài sáng hôm nay. Cha ơi, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con xin dâng mọi điều trong tay của Chúa. Biết ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Chúng ta vừa mới cầu nguyện cho tuyển dân của Đức Chúa Trời là Israel, và trong đó có hội thánh của Chúa nữa. Chúng ta có trách nhiệm liên đới ở trong việc cầu nguyện cho họ, và Chúa cũng sẽ thăm viếng và ban phước cho tuyển dân thuộc linh, đó là người tin Chúa. Cảm ơn Chúa của chúng ta qua câu chuyện của Abraham đã được gọi ra khỏi xứ sở của mình, và kỳ diệu thay lúc đó chưa có Israel. Ông là người có gốc Canđê thuộc về Iraq năm xưa, 4.000 năm trước, một Abraham được gọi ra khỏi Canđê để trở thành một tuyển dân, trở thành một tổ phụ, một người mà từ ông sẽ ra một tuyển dân, đó là Israel. Jacob là Israel. Israel có nghĩa là vật lộn cùng Đức Chúa Trời. Quý vị thấy lạ không? Israel nghĩa đó là vật lộn cùng Đức Chúa Trời, như Kinh Thánh giải thích. Tuyển dân mà vật lộn với Đức Chúa Trời rất là đặc biệt quý vị. Trong suốt lịch sử của họ, quả thật họ cũng vật lộn với chính họ để mà theo Đức Chúa Trời cho đến ngày hôm nay. Và chúng ta cũng là những người ra khỏi thế gian để thuộc về Đức Chúa Trời, một tuyển dân, một dân riêng thuộc về Ngài, như thứ nhì đoạn 2 câu 9. Tạ ơn Chúa của chúng ta. Amen. Ngài cứu tôi từ tâm tối ô buồn giữa đời, Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong ôm tô đã lẻ loi, lời tha thiết êm đềm Chúa gọi, từ nay thiên cung sáng tươi. Vì cứu tôi, Ngài tôn huyết trên thập giá rồi, bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bên bờ, tình yêu Chúa ai cho hết bờ, tình yêu Chúa không bị xóa mờ, đã cứu tôi từ gió. Ngài giữ tôi trong nên lối đi về cuối đời, Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nghi mọi nơi, giác tôi từ năm tháng trong đời bát bên, từ giây phút lên đèo xuống gần, Ngài đưa chân tôi bước nhanh, tôi bước nhanh, Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về, Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yêu Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm, Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên. Ngài giữ tôi chẳng nên lối đi về cõi đời, Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi, Ngài dắt tôi từ năm tháng trong đời bát bên, từng giây phút lên đèo xuống ghềnh, Ngài đưa chân tôi bước nhanh,
phương từ hướng phương đọc hướng trở về. Ngài lắng nghe lời lời tôi hát tôi trong trời khuya. Dù yêu em Ngài thương ngay xót tâm hồn yêu không yêu mềm. Ngài thêm sức tôi thêm càng vững bền, sống vui tươi hồn tươi hồn. Dù yêu yêu mềm Ngài thương ngày xót tâm hồn yêu không yêu mềm. Ngài thương xót thêm tôi, Ngài thêm sức càng tôi vững càng vững bền, sống vui sống tươi hồn vui tươi hồn. Amen. Bài hát này thật ý nghĩa quá quý vị ha. Dạ. Amen. Cô Vĩnh Phúc, nhạc sĩ thi sĩ Vĩnh Phúc, dạ đúng ra là thi sĩ Vĩnh Phúc nhưng mà cô cũng trở về nhạc, là con gái của cố mục sư Lưu Văn Mão, dạ, bà nội biết mục sư Lưu Văn Mão phải không? Dạ. Và cô giáo sư Ánh Tuyết á, là người em, là một người em chót luôn á, dạ. Gọi là em nhỏ của cô Vĩnh Phúc, thấy rất là thân và thường nhắc về cô đó quý vị. Dạ. Thì cô viết rất nhiều bài mà một trong những bài tôi rất thích đó là những bài hát này. Lời của cô quý vị thấy cầu nguyện cho cô được khỏe mạnh. Tới nay thì cô đã ngoài 86 rồi, 86, 87 rồi quý vị. Sống một mình như vậy, độc thân như vậy cho đến ngày hôm nay, và ở sống thánh khiết, kính sợ Chúa và trở nên một cái đồ dùng của Chúa. Cô sáng tác rất nhiều thơ văn và bài hát. Nếu mà chúng ta có cái tuyển tập, tôi đang có cái tuyển tập đó về hôn lễ quý vị, những cái bài hát về hôn nhân rất là hay. Mà khi đám cưới tôi á, thì tôi với Diễm, tôi có làm một cái tuyển tập những cái bài hát đám cưới mà cái lời của cô rất là trong sáng và dễ thương. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho tác giả này đang ở Anaheim, California. Cô đang sống một mình. Chúa gìn giữ cô, bảo vệ và gìn giữ cô, quý vị ha. Có những con người âm thầm yêu mến Chúa như vậy đó. Giống như bà nội Hai Lưu Gia đó, bà nội cũng được kể đây phải không ạ? Bà nội thì ở yên và cầu nguyện cho tất cả chúng ta mỗi ngày đó. Dù yếu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm. Ai là người yếu mềm? Chúa yêu thương tất cả những người như thế. Nhiều khi mình nghĩ mình yếu, mình không tốt, nhiều khi mình nghĩ mình coi như quá đát rồi, không còn được dùng nữa. Nhưng mà đối với Chúa, Ngài không có phân biệt ai đâu. Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên. Mục đích của Chúa là muốn chúng ta sống vui tươi hồn nhiên đó. Ma quỷ muốn xé chúng ta ra khỏi cái điều đó, muốn tách chúng ta ra. Nhưng Chúa thì muốn phục hồi và ban cho chúng ta được cuộc sống bình yên. Amen. Cảm ơn Chúa. Một điều nữa chúng ta sẽ cầu nguyện, đó là cầu nguyện Chúa cho tối mai thứ tư, diễn giả của chúng ta, hướng dẫn chúng ta, người hướng dẫn học kinh thánh đó là thầy Sơn ở Sydney. Chúng ta cầu nguyện cho thầy được ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có được sự kết nối. Và cứ hơn một tháng, và cứ 4 tuần hoặc là 6, 5 tuần hơn, có những lúc chúng ta không có học lời Chúa, nghỉ ngơi này kia, thì trong khoảng 5 tuần hay 6 tuần đó thì chúng ta lại được gặp lại người hướng dẫn của chúng ta là thầy Sơn, thầy Lê Hải Sơn. Chúng ta cầu nguyện cho thầy Sơn được ơn của Chúa. Được biết thầy Sơn đang học theo cái chương trình thần học, thần học, chương trình cao học thần học, cao học thần học. Chúng ta cầu nguyện thầy được ơn ở trong việc học, Chúa sức giàu cho thầy Sơn ở trong việc hướng dẫn. Và tối mai những cái sự nghiên cứu và những bài học đều rất là có giá trị và khích lệ chúng ta nhiều lắm. Tạ ơn Chúa, chúng ta cầu nguyện chúc phước cho mục sư Phan Minh Hội. Ông và bà sẽ đến thăm Hội Thánh vào Chủ nhật này, là diễn giả cho chương trình Thờ Phượng Chúa Chủ nhật này. Và hôm qua thì tôi có nhận được thông báo của ông, đó là sẽ có thêm hai người ông sẽ đưa tới với Hội Thánh, là bà mục sư và ông mục sư Andrew Nguyễn và cô Hồng. Nhưng mà cũng là một người được Chúa gọi trở nên một người chăn bày luôn nữa, hai vợ chồng chăn bày ở bên California. Và đặc biệt là cô Hồng, Hồng Đặng, Hồng Đặng, cô là trưởng ban liên đoàn phụ nữ của Baptist. Chúng ta biết rằng ở bên Mỹ này có liên hội Baptist Việt Nam Bắc Mỹ, thì hiện giờ cô Hồng Đặng đang là trưởng ban liên đoàn phụ nữ của Baptist. Cho nên cô rất muốn kết nối với tất cả các chị em, nhất là những người
sư vợ của một sư à, vợ của một sư và muốn kết nối để hầu vị Chúa, để chăm sóc, để gây dựng, để thăm viếng, cùng hợp tác với nhau, thì chúng ta cũng cầu nguyện cho cô Hồng Đặng nha quý vị. Cô liên lạc với tôi cách đây 3 tháng và cô đã chuyển, hai vợ chồng vừa mới chuyển sang Gilbert, Arizona được 6 tháng và liên lạc với tôi, rồi tôi cho cô cái số điện thoại của mục sư Phan Đình Hội. Cô rất ngạc nhiên, ủa mục sư Hội cũng ở Gilbert hả? Chuyển qua nào? Hai người cũng không biết là đến hồi nào nha. Hơn 1 năm qua cũng do sự kết nối của vườn nho với chúng ta, thì bây giờ thì ông đi khắp nơi ở trong Arizona để chia sẻ lời Chúa cho cộng đồng Hội Thánh Việt Nam, mặc dù ông đang cộng tác với IMB, Hầu Vị Chúa, trong một vụ truyền giáo cho những cái sắc dân ít người ở trên nước Mỹ, dân tộc ít người đó, thì ông cũng để thời gian với Hội Thánh Việt Nam, và Chủ nhật này ông muốn giới thiệu hai đầy tớ của Chúa cũng ra mắt đầu tiên với Hội Thánh của Chúa làm quen. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mục sư Andrew Nguyễn và cô Hồng Đặng. Sáng hôm nay thì chúng ta biết thông tin này, chúng ta cũng chuẩn bị để Chúa ban ơn cho cái chương trình cận Tết, có nghĩa là và Chủ nhật này đó quý vị, Chủ nhật tháng 2, 4 tây tháng 2. Chúa ban phước cho chương trình. Chúa cũng nhớ đến mục sư chúng ta cũng nhớ đến mục sư Trần Mạnh Hùng. Cảm ơn Chúa vì ông để lại rất là nhiều cái tình cảm và ơn của Chúa với Hội Thánh. Ông đã hướng dẫn được 2 buổi học trường Chủ nhật rồi, rất là tốt. Và chúng ta cầu nguyện cho cái chương trình trường Chủ nhật cũng giống như chương trình cầu nguyện buổi sáng của chúng ta vậy đó. Câu hỏi là chương trình lớp trường Chủ nhật đã mở rồi đó thì cho tới bao lâu? Câu hỏi này thường được nhắc trong tâm trí chúng ta. Nhưng mà đối với tôi thì chỉ có một cái câu trả lời đơn giản thôi, là để cho đến khi nào mà Hội Thánh không còn trên đất này. Hay nói là đến khi Chúa trở lại. Cho nên cầu nguyện cũng vậy, chúng ta cầu nguyện cho đến khi Chúa trở lại. Có nhiều người người ta nghe người ta ngại về cái điều đó, nhưng mà người ta ngại giùm mình, nhưng mà chúng ta thì không có ngại, bởi vì cầu nguyện là quyền lợi đặc quyền của tất cả chúng ta. Được cầu nguyện với Chúa, được có một gia đình mỗi sáng thì không phải dễ, và chúng ta đã trải qua 6 năm rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong cái sự cầu nguyện này, dù cho ai nói ngã nói nghiêng gì, chúng ta vẫn vẫn như kiềng ba chân, quý vị. Cảm ơn Chúa. Thì cái lớp trường Chủ nhật cũng vậy, chúng ta cũng dự kiến cái lớp trường Chủ nhật này cũng sẽ có những môn học ngoài dự kiến, ngoài những cái môn học mà chúng ta được biết tới, mà mục sư có cho 8 môn học rất là hữu ích, trong đó có hôn nhân gia đình nữa, trong đó có nhân sự nữa. Nhưng mà về những cái môn về chữa lành, về giải cứu thì tôi có nhờ chấp sự Thiên Ân đặt cách cho những cái môn này, nên chúng ta cũng cầu nguyện cho Thiên Ân nữa. Chúa ban phước cho chấp sự Thiên Ân ở trong việc hướng dẫn những cái môn này. Thành ra chúng ta sẽ cầu nguyện giờ này cho công việc của Hội Thánh hả quý vị ha. Ta ước mong 2024 này sẽ có thêm nhiều người tin Chúa, thêm nhiều người được báp têm, thêm nhiều thiếu nhi. Chúng ta có một cái lời chúc phước của cô giáo sư Ánh Tuyết ở trong cái group ở trên Facebook, cái group Facebook đó, là cầu nguyện cho những em thiếu nhi tin Chúa. Và cô có cái câu nói rất hay trước khi chúng ta cùng hiệp một với cô Diễm. Tôi đọc lại cái câu chúc của cô nha. Khi tôi thông báo rằng Chủ nhật vừa qua có khoảng 6 em tới 8 em đến Hội Thánh nhóm, mà trong đó là sau đó là tới nhà tôi để học đàn, tôi dạy cho các em, thì cô nói tuyệt vời, trẻ tin Chúa là còn cả cây đèn cầy chưa đốt. Nửa đời mới gặp Chúa thì đèn cầy của cuộc đời đã đốt phân nửa rồi. Cầu xin cha ban ơn cho 2 chương trình Việt ngữ và âm nhạc được kết quả hơn mong ước. Khi tôi đề cập đến việc dạy trẻ thì tôi đề cập đến Phụng Hưng nữa. Và tôi nói đến Hội Thánh Phụng Hưng thì có chương trình Việt ngữ, còn Hội Thánh Vườn Nho thì mới vừa hình thành chương trình nhạc ngữ, nhạc Việt, Việt nhạc, Việt nhạc, kia là Việt ngữ, còn đây là Việt nhạc. Cảm ơn Chúa. Nghe hay không quý vị? Nghe hay không? Nghe giống như là cũng vô câu vần quá ha. Vâng, xin Chúa ban phước. Dựng nít nó học nhạc nó cũng dễ, bỏ bỏ ngang, nó đâm ngang, nó bỏ ngang. Chúng ta cầu nguyện Chúa. Mình thì có tâm mình dạy, mình muốn đào tạo, nhưng mà cái người học đó phải học cho tới nơi mới được. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho
cái việc này nó thành, có thêm những người cho Chúa trong tương lai. Và tôi ước mơ rằng qua cái mục vụ này đó, lời Chúa trước, âm nhạc sau, ai muốn học thì cứ nhảy vô học, thì đến hội thánh nhóm thờ phượng Chúa trước đã, lời Chúa trước. Cho nên chúng ta cầu nguyện, đó là một cái cơ hội để chúng ta tiếp cận cộng đồng đó quý vị. Vâng, bây giờ chúng ta hiệp ý với cô Diễm ha, với những gì chúng ta vừa nêu ra ở đây, xin mời cô Diễm cầu nguyện Chúa phù hộ ban ơn cho hội thánh của Ngài. Amen. Xin phong cầu nguyện hiệp ý. Chúng trình dâng lên lời cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Hallelujah, chúng con ngợi khen Chúa Trời của chúng con. Cảm ơn Đức Thánh Linh Ngài đang hiện diện trong phòng cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Cảm ơn sự tha thứ của Chúa Giêsu để chúng con được diện kiến với Cha của chúng con buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, sức dầu ban ơn thêm sức cho chúng con để chúng con bền lòng mà kêu cầu Chúa. Chúa ơi, xin cho chúng con trung tín trong việc tìm kiếm mặt Ngài. Vì Chúa nói với chúng con rằng chúng con tìm kiếm Chúa bao lâu thì chúng con sẽ gặp được Chúa bấy lâu. Buổi sáng hôm nay chúng con dâng những vấn đề, những tâm tình về hội thánh của Chúa, về những người hầu việc Chúa, về công việc Chúa lên cho Ngài. Xin Chúa Dũng nghe làm ơn thương xót và giúp đỡ chúng con. Chúa ơi, nếu chúng con hầu việc Chúa mà không theo ý Chúa, không theo sự dẫn dắt của Ngài, thì chúng con làm cho công việc Chúa nó đình trệ và nó bị hư hại. Xin cho chúng con luôn đầu phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi cách, trên con đường chúng con theo Chúa, trong cách mà chúng con hầu việc Chúa. Thánh Linh ơi, chúng con đầu phục Ngài, xin Chúa dẫn dắt chúng con. Và buổi sáng hôm nay xin Thánh Linh Chúa hướng dẫn chúng con trong cách chúng con cầu nguyện để được đẹp lòng Cha của chúng con ở trên trời. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúa ơi, thứ tư này chúng con có một buổi học kinh thánh do thầy giáo sư Lê Hải Sơn, người sẽ hướng dẫn chúng con trong việc học lời của Ngài. Cầu nguyện chúc phước cho sức khỏe của thầy và cô, và con cầu nguyện cho sự học nghiên cứu về thần học của thầy trong những ngày sắp tới nữa. Cảm ơn Chúa sử dụng thầy để chúng con có những lời khích lệ, dạy dỗ bổ ích qua lời của Chúa. Xin Chúa sử dụng thầy trong những lần dịch dịch ra những cuốn sách và những lần dạy dỗ khích lệ con cái Chúa khắp nơi. Con cầu nguyện xin Chúa ban sức khỏe bình an và sự tươi mới trên thầy cô và gia đình luôn. Xin Chúa bảo vệ gia đình được mọi sự thịnh vượng. Con cầu nguyện để trong năm mới này sức khỏe và sự sức dầu của Chúa bội phần hơn trên thầy, để những lần chúng con học kinh thánh chúng con được dạy dỗ rất nhiều qua những lời dạy sâu sắc trên thầy. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Sáng nay cũng có con gái thầy là Kim đang có mặt ở trong phòng cầu nguyện. Amen. Con chúc phúc cho gia đình của Kim, Thiện và bé Anthony. Chúa ơi, xin sự cứu rỗi của Chúa đến trọn vẹn trên gia đình này. Con cầu nguyện cho đức tin của Thiện nữa, để Thiện thay đổi đức tin của mình để cùng thờ phượng Chúa. Chỉ một mình Chúa mà thôi. Con Amen. cầu chúc trên sự đi làm, dạy dỗ con cái và sức khỏe trên gia đình của Kim nữa. Chúng con Cảm cảm ơn ơn Chúa Cha Giêsu, nhiều lắm. cảm ơn Chúa. Chúa ơi, con cũng nhớ đến gia đình của mục sư Phan Minh Hội. Chủ nhật này, ông bà sẽ đến thăm viếng hội thánh để truyền rao lời của Chúa. Con cầu nguyện xin ơn, xin sự sức dầu của Chúa ở trên ông, để những lời Chúa truyền ra qua đời sống của ông đem đến dân sự Chúa sự tươi mới, sự khích lệ, sự mạnh mẽ, đem đến sự nhắc nhở rồi đời sống đức tin của chúng con mỗi ngày, và cho chúng con bước đi theo Chúa dựa theo lời vững chắc của Chúa. Mỗi lần chúng con nghe lời Chúa, xin lời đó ở trong lòng của chúng con, chứ không phải chúng con nghe rồi quên rồi lại tiếp tục sống cuộc đời cũ của mình. Xin Chúa cho chúng con được tươi mới mỗi ngày trong lời của Chúa. Con cầu nguyện chúc sức khỏe trên cô Thu là vợ của mục sư Hội. Trong những ngày vừa qua, thân thể cô cũng có những sự đau yếu. Giờ này chúng con hiệp lòng với anh em chúng con trong phòng cầu nguyện và hướng về cô Thu. Dâng cô lên trong bàn tay yêu thương của Chúa. Trong thân thể cô có những bộ phận nào còn yếu,
còn đau, còn mệt mỏi thì trong danh Chúa Jesus Christ giờ này, xin Chúa phục sức lại cho cô, ban cô sức mới, Chúa ơi, cất đi mọi cái mệt mỏi và bệnh cảm trong những ngày vừa qua, để Chúa Nhật này chúng con được thấy cô Thu được sức sống của Chúa tràn đầy, Chúa ơi, để chúng con thấy được cô và mục sư trong Chúa Nhật này được sức mới của Chúa từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Con dâng cô Thu lên trong bàn tay yêu thương, tể trị và chăm sóc của Ngài. Con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, Chúa nhớ đến những người chân bày, bởi vì họ đã dâng đời sống mình cho Chúa, đi theo sự kêu gọi của Ngài. Vì vậy, xin Chúa cho những người chân bày luôn luôn nhạy bén với Đức Thánh Linh để được Chúa Ngài dẫn dắt và chăm sóc, cũng như bảo vệ, gìn giữ và sử dụng cuộc đời của những người chân bày để đem lại sự bảo đảm, an toàn cho bầy chiên của mình nữa. Con cảm ơn Chúa, Chúa Nhật vừa rồi Chúa có sử dụng chấp sự Thiên Ân để rao báo lời của Chúa, để nói về quyền năng phép lạ của Chúa. Con cầu nguyện xin Chúa tiếp tục sức dầu trên chấp sự Thiên Ân, Chúa ơi, qua cái mục vụ cầu nguyện chữa lành và sự kêu gọi của Chúa để đem lời của Chúa ra cho những người xung quanh, để lời đó củng cố, để chúng con có thêm đức tin để nhận được sự chữa lành, thêm đức tin để bước đi trên con đường mà Chúa chọn cho chúng con. Con cầu nguyện đặc biệt cho mục sư Giang Đông là người quản nhiệm hội thánh Vườn Nho. Xin Chúa ban ơn, ban sức dẫn dắt, Chúa ơi, mỗi ngày, và xin Chúa sức dầu mới Amen. Trên lời của Chúa. Mỗi một tuần lễ, mỗi một lúc mà chúng con nghe được lời của Chúa, thì xin Chúa sử dụng qua đầy tớ Chúa để đem bầy chiên của Chúa đến mấy nước bình tĩnh và động tâm tư thuộc linh của chúng con, để chúng con được lớn lên, tăng trưởng tươi mới mỗi ngày và xanh bông trái cho nhà của Chúa qua sự dẫn dắt hướng dẫn của đầy tớ của Chúa. Xin ban sức khỏe, ban thêm ơn trên sự dạy dỗ cho các cháu nữa, Chúa ơi. Chúng con vừa dạy đàn mà chúng con cũng vừa dạy đạo đức cho các con, các cháu nữa, để khi cha mẹ chúng nó thay đổi mỗi ngày khi mà đến với hội thánh của Chúa, thì đem thêm đức tin và sự tin tưởng của những bậc phụ huynh vào nhà của Chúa, để họ trung tín đem con của mình đến học lời của Chúa và sau đó sẽ được học đàn. Con cầu nguyện cho chương trình này để thu hút nhiều người ngoài cộng đồng hơn, Chúa ơi, để thông qua các em này thì cha mẹ nó cũng biết về Chúa Giêsu. Con cũng cầu nguyện chúc phước trên mục vụ của Tuyết Hương là dạy tiếng Việt cho các cháu ở trong và ngoài cộng đồng Cơ Đốc nữa. Con cầu nguyện xin Chúa ban ơn cho Tuyết Hương Hằng cũng như mấy chị em ở trên lãnh thánh Phục Hưng, để Chúa ơi, qua cái mục vụ này, những cha mẹ có dịp đến trong hội thánh của Chúa, chúng con nghe nói là tuần rồi khi các cháu đứng lên để ca ngợi, để thờ phượng Chúa, thì cha mẹ các cháu cũng được mời đến để nghe các con mình hát. Chúa ơi, thật là một điều tốt lành trên hội thánh. Và con cầu nguyện để cái điều này nó nhân rộng ra, Chúa ơi, tất cả các hội thánh trong vùng đều có cái mục vụ này. Chúng con không chỉ quan tâm đến những người lớn thôi, nhưng mà chúng con quan tâm đến những trẻ thơ nữa, vì Chúa nói rằng hãy để con trẻ đến cùng Chúa, đừng có ngăn trở chúng nó. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con những bậc phụ huynh, cha mẹ biết dạy dỗ con cái của mình đi trên đường lối của Chúa, để khi lớn lên, khi trưởng thành, chúng nó sống một đời sống tích cực, một sống đầy đức tin và kính sợ Chúa, thờ phượng Chúa nữa, để đời sống những đứa trẻ được dạy dỗ bằng lời của Chúa nó sẽ ảnh hưởng đến bạn bè của mình, thay vì nó bị ảnh hưởng xấu. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa sáng nay. Phòng cầu nguyện chúng con có hướng về các vấn đề ở trên thế giới, đặc biệt là dân tuyển của Chúa. Cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng con nữa. Cầu nguyện cho chính quyền ở Việt Nam. Và chúng con cầu nguyện cho đất nước Mỹ, nơi mà chúng con được cưu mang, nơi mà chúng con được đến sống và làm việc. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được đến làm việc và sống ở đất nước này. Cái sự trả ơn của chúng con cho đất nước Mỹ này không gì khác ngoài sự cầu nguyện. Chúng con cầu sự bình an, cầu sự hòa bình
Trên Israel thể nào thì chúng con cũng cầu cho đất Mỹ thể ấy. Chúa ơi, để Chúa thương xót đất nước này và Chúa xoay lòng những người đang cai trị đất nước này để họ từ bỏ con đường tà, quay trở về thờ phượng Chúa, đi trên lời của Chúa. Chỉ có đi trên lời của Chúa thì họ mới có thể giữ luật pháp và làm luật pháp một cách công minh mà thôi, Chúa ơi. Đừng để những của hối lộ làm mờ mắt người thượng trí. Ở trong Kinh Thánh Chúa có nói điều này. Chúng con cầu nguyện để các bậc cầm quyền, các bậc chính quyền ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, Chúa ơi, để Chúa thương xót. Và Chúa nói là lòng của các vua ở trong tay Chúa khác nào dòng nước chảy. Ngài muốn nghiêng lệch bề này tùy theo ý của Ngài. Xin Chúa nghiêng lòng của họ trở về ăn năn cùng cha. Sáng hôm nay, chúng con cầu nguyện để cho các quốc gia đang có chiến tranh đó, Chúa ơi. Chúng con nghe những cái sự chết chóc, thương vong. Chúa ơi, chúng con rất là đau buồn. Mặc dầu chúng con không biết họ là ai, nhưng mà chúng con biết rằng Hội Thánh Chúa cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều trong những cuộc chiến tranh như vậy. Chúa ơi, vừa rồi con đưa Yahu đi lên phi trường để đi về trường học. Lòng chúng con buồn khi mà xa con của con. Thì con cũng đặt hoàn cảnh của mình cho những người cha, người mẹ tiễn con mình đi ra chiến trường. Không biết bao giờ mới gặp lại. Chúa ơi, xin Chúa thương xót những gia đình đang có con em mình chiến đấu ở ngoài mặt trận, ở Ukraine, ở Israel. Chúa ơi, con cầu nguyện xin Chúa ngừng các cuộc chiến tranh này lại để đem sự bình an cho các gia đình. Chúa ơi, Hội Thánh Chúa hiệp một nhau lại để cầu nguyện cho các vấn đề này. Và xin Chúa nghe. Buổi sáng hôm nay Chúa thấy lòng của bạn chị em chúng con trong phòng cầu nguyện tìm kiếm Chúa cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, cho cộng đồng của mình. Và xin Chúa nghe. Khi chúng con cầu nguyện cho nan đề của người khác, thì xin Chúa ngày giải quyết nan đề của chúng con, để chúng con thêm lòng mạnh mẽ, thêm đức tin trong sự cầu thai. Lần chúng con cầu nguyện chúc phước cho bạn chị em chúng con đang lái xe đi đến chỗ làm và đang ngồi ở trong văn phòng làm việc cũng như làm việc ở nhà, đưa con đi học, tất cả mọi sự hoạt động của chúng con ngày hôm nay được nằm trong sự kiểm soát và chăm sóc của Chúa. Và chúng con thấy được an toàn, thấy được bình an mỗi ngày chúng con được ở trong sự chăm sóc của Ngài. Lửa con cầu nguyện chúc phước cho phòng cầu nguyện sức khỏe của từng ông bà anh chị em chúng con một, để chúng con nhờ cậy Chúa luôn mỗi ngày và sống vui tươi hồn nhiên ở trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của cô Diễm. Vâng, chúng ta sẽ bước sang phần cầu nguyện kế tiếp sau bài hát, một bài hát ca ngợi Chúa mùa xuân. Xuân đến rồi quý vị, hát một vài bài hát về xuân để chúng ta cùng với nhau ca ngợi Chúa và xin Đức Chúa Trời ban phước cho mùa xuân mới này. Trong mùa xuân này chúng ta vẫn có thể làm chứng về Chúa và đem nhà thân hữu đến ở trong những cái buổi nhóm và giới thiệu về Chúa cho họ. Chúng ta nhớ đến mùng 2 Tết là hôm nay là Chủ nhật này bỏ nha quý vị. Chủ nhật là cận Tết, Chủ nhật 4 tây tháng 2. Mùng 2 Tết là 11 tháng 2. Sẽ có một cái thông báo mà cô Diễm sẽ gửi ra trong tuần. Sau khi giờ nhóm xong của mùng 2 Tết, tức là tuần thứ 2 của tháng 2, 11 tây tháng 2, thì chúng ta sẽ tụ nhau ở nhà của chấp sự Thiên Ân và Thúy Vi. Bởi vì vọng canh của chúng ta ở đây thì chúng ta thông báo trước để chúng ta biết trước. Thì chúng ta sẽ có một cái tiệc xuân, đón năm mới, hội thánh mừng năm mới, cùng với nhau. Ăn thông công rồi chúc Tết cho nhau, một gia đình gặp nhau trong ngày mùng 2 Tết, vui quá quý vị. Dạ, quý vị chuẩn bị ha, con em chúng ta cũng sẽ được lì xì nữa. Vui quá, vui quá. Là chúng ta cầu nguyện và đặc biệt là chúng ta sẽ mời thân hữu đến. Đây là những dịp mà chúng ta mời những người bạn, những người thân hữu, những người thân chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện trong mùa xuân năm nay. Như tôi đã chia sẻ trong cái sứ điệp đầu năm, sống cho Đức Chúa Trời, chúng ta nói về một trong những cái điều mà chúng ta sống cho Đức Chúa Trời, đó là nói về Chúa, cho ảnh hưởng về Chúa cho những người chung quanh chúng ta. Cảm ơn Chúa. Vâng.
chúng ta cùng với nhau hát bài hát Có Chúa Như Xuân Bất Tận. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh ở trong sự chuẩn bị cho mùa xuân mới này. Amen. Kìa mùa xuân như kìa mùa xuân như tiếng đàn, kìa mùa xuân như khúc nhạc, nguyện dâng lên cho Cha kính yêu. Nhạc xuân thắm tươi như ngàn đóa hoa, trọn một năm luôn phước hà và cuộc đời con luôn may mắn. Nguyện sẽ tan biết ơn Ngài, Thiên Chúa giúp con hàng ngày. Cha yêu ơi con xin hát lên, Chúa có Chúa như xuân ngày trong con. Cha yêu ơi con xin chúc tôi, có Chúa bên con vui mừng hoa. Dù giống tố Chúa vẫn đi cùng, Ngài rất lo chúng con hoài. Dù tháng năm dần trong tay Giêsu, bầu trời mây xanh ngút ngàn, và ngàn hoa như đón mùa xuân đến với muôn mùa xuân đến với muôn lời biết ơn. Trên trời mi mây ngút ngàn, từng ngày từ đại dương lai lan, tôi mãi mãi vẫn đưa ngoài con bước theo cha. Cha yêu ơi con xin hát lên, có Chúa như xuân trong con. Cha yêu ơi con xin chúc tôn, có Chúa bên mình con vui mừng ngoài. Dù giống tố chúng con đi cùng, ngày giấc lo chúng con hoài. Dù tháng năm nhận con thấy Giêsu con. Cha yêu ơi con xin hát lên, có Chúa như xuân nay trong con. Cha yêu ơi con xin chúc tôn, có Chúa bên con vui mừng hoài. Dù năm giông tố Chúa vẫn đi cùng, ngày giáng lo chúng con hoài. Dù tháng năm nhận trời nhận mai Giêsu con hoài. Dù tháng năm dần trời mai dần trời mai Giêsu con hoài. Dù tháng năm tháng năm dần trời mai Giêsu con hoài. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Chúa ơi, giờ này chúng con đến với Chúa và chúng con cầu nguyện Chúa cho lễ Tết. Chúng con mừng xuân thật là đặc biệt. Chúng con đang hướng về những cái ngày đặc biệt này của dân tộc, của văn hóa truyền thống Việt Nam. Và chúng con thờ phượng Chúa ở trong văn hóa của Kinh Thánh. Dù chúng con sống ở giữa lòng dân tộc, chúng con sống ở trong một cái thế giới, thế gian này, nhưng chúng con vẫn đem ra mùi thương, mùi hơm, mùi thơm của Đấng Christ. Chúa ơi, sáng nay con dâng mũi nhóm của ngày bốn tây tháng 2 trong tay Chúa mà vợ con Hồng Diễm vừa mới cầu nguyện. Và chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho 11 tây là mùng 2 Tết, Tết ta, Tết Việt Nam, Tết cổ truyền. Chúng con chúc phước cho cái ngày đặc biệt này trong lúc thế gian họ có sự thăm viếng, họ đi chùa, họ đi lễ chùa và họ có những cái văn tín ngưỡng dân gian. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con từ khi thuộc về Chúa thì chúng con hướng về Ngài, chúng con có tấm lòng thờ phượng Chúa và chúng con thờ phượng Chúa theo cách mà Chúa dạy. Chúng con thật là được phước. Cảm ơn Chúa vì năm ngoái chúng con nhớ chúng con cũng gặp nhau, chúng con chúc Tết cho nhau, chúng con chụp hình với nhau thật vui. Và khi đó còn đầy đủ các chị em của chúng con. Nhưng ngày hôm nay dù một số người bận rộn, một số người không còn sinh hoạt với hội thánh nữa, nhưng chúng con vẫn có một gia đình thân yêu. Và Chúa đưa chúng con đến những người mới, chúng con gây dựng họ. Chúng con có niềm vui ở trong Chúa, lúc nào chúng con cũng thỏa lòng. Chúng con chúc phước cho chương trình này. Và không chỉ chúng con, gia đình chúng con thờ phượng Ngài, gia đình hội thánh Vườn Nho thờ phượng Chúa ở trong sự ấm áp của mùa xuân này. Mà chúng con còn có những thân hữu nữa. Ai là thân hữu chúng con? Cho nên con xin Chúa sáng hôm nay Chúa dẫn dắt chúng con mỗi người. Chúng con có những người thân, người quen của chúng con. Xin cho chúng con được ơn và chúng con mời họ đến dự ở trong cái buổi tiệc xuân của chúng con. Thật là vui vì được thờ phượng Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Con nhớ đến những đứa
trẻ, những đứa nhỏ vừa rồi đến nhóm với chúng con. Cảm ơn Chúa về những đứa cháu nội của chị Nga. Chị Nga cũng đã đưa các cháu đến với Chúa. Cảm ơn Ngài. Nhưng các cháu chưa, các con cháu còn rất là vui ở trong kết bạn, chưa có chú tâm trong việc học đàn. Cho nên con xin Chúa cho các cháu có một sự chú tâm hơn trong những ngày tới. Không chỉ là vui mà còn học nữa, vui học. Con chúc phước cho việc này. Chúa phù hộ cho chúng con qua việc một vụ âm nhạc. Chúng con sẽ đem âm nhạc đến, và nhất là lời của Chúa đến trước và âm nhạc đến, để giúp cho các cháu được học, được biết nhạc, biết đàn, để ngợi khen Chúa. Con cầu nguyện Chúa cho các con cháu khác, như là ba người con của Tammy cũng đưa đến. Chúng con cầu nguyện cho các cháu. Cầu nguyện cho Tammy cũng là vừa mới học đàn, vừa tin Chúa trong 24 tháng 12 vừa qua, và cũng vừa mới học đàn. Con cầu nguyện để cho Tammy có sự khôn ngoan, có được sự nhanh nhạy và sự nhạy bén để bắt kịp những bài học, áp dụng và sử dụng những bài học này qua việc mình học, mình biết và có thể dạy lại các con của mình. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con chúc phước cho Tammy, ba đứa con cũng sẽ trưởng thành ở trong Chúa. Và nhất là con cầu nguyện Chúa để cho các mẹ con được gặp gỡ Chúa Giêsu, biến đổi cuộc đời mình như lời của bài hát mà chúng con vừa mới hát sáng hôm nay. Chúa ơi, con cũng cầu nguyện cho hai cháu là cháu Linh và cháu Ben. Hai cháu cũng có tuần thứ hai học nhạc đàn và cũng dễ thương, cũng chú ý học đàn. Chúng con chúc phước cho hai cháu này. Chúa ơi, chúng con vừa dạy Việt ngữ cho các cháu mà vừa dạy nhạc cho các cháu. Thật là một cái mục vụ hội thánh lý tưởng để chúng con tiếp cận với cộng đồng, truyền đạt lời Chúa và hướng dẫn các con em của chúng con. Thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa đã bước sang năm thứ 6 và chúng con sẽ tròn 6 tuổi vào ngày 4 tây tháng 2 năm 2018 cho đến 2024 này. Tròn 6 tuổi ở trong Chúa. Tròn 6 năm bước đi trong sự cầu nguyện luôn. 6 năm ở trong một cái cơ sở mà Chúa cho chúng con không phải tốn tiền để thuê. Ôi, ân điển Chúa thật lớn cho chúng con và hội thánh của Ngài. Chúng con cầu nguyện Chúa và chúng con có thể sống, không thể sống mà không kết quả cho Chúa được, để đáp lại tình yêu của Ngài. Chúng con xin Chúa ban ơn để chúng con kết quả trong năm mới này. Cảm ơn Chúa vì Chúa đưa thêm người được cứu đến vào hội thánh trong năm qua. Đó là chị Nghe, rồi anh Tịnh, chị Hà, chị Hòa, thầy Tịnh, cô Hòa. Cảm ơn Chúa về có thêm những con y cái yêu dấu của Chúa đến với Chúa. Chúng con vui vì cái sự kết quả này. Cho nên chúng con cũng sẽ cầu nguyện Chúa để rồi cuối năm thì có mẹ con của Tammy và cô Tammy và cô Mai Trinh là mẹ của Tammy cũng đến với Chúa ở trong cái 24 tháng 12 vừa rồi. Chúa ơi, rồi chúng con cũng có thân hữu này, thân hữu kia nữa. Chúng con cầu nguyện đặc biệt cho cô Phương. Chúng con cầu nguyện cảm ơn Chúa vì tâm tình của cô Cathy Mai đã giới thiệu về Chúa cho người bạn của mình, người hàng xóm của mình. Điều này là điều mà chúng con rất là được khích lệ. Chúa ơi, không chỉ cô đâu, mà xin Chúa cho tất cả con cái của Chúa. Chúng con cũng mỗi ngày, chúng con cũng học theo gương của Chúa Giêsu, Luca đoạn 19 câu 10. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Chúa ơi, chúng con thấy hình ảnh của đấng chăn chiên của chúng con. Ngày mỗi Chúa mỗi ngày đấng chăn chiên của chúng con là Chúa Giêsu đều để tay lên che cái ánh nắng như hình ảnh của người chăn nhìn về cõi xa xăm, nhìn về cánh đồng trước mắt, đồng cỏ, tìm đồng cỏ cho bầy chiên, rồi tìm những con chiên bị mắc ở trong những bụi gai, ở trên vành đá, gành đá, và để lại 99 con đó để đi tìm những con chiên hư mất, đem về cho nước của Chúa. Đây là hình ảnh về Chúa Giêsu thật là tuyệt vời. Xin cho chúng con có được cái DNA đó của Chúa. Vâng, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có được cái tính chất của Chúa Giêsu, bản tính của Ngài trong mỗi chúng con. Xin cho cái bản tính, cái tính bổn thiện đó nó lớn dần trên đời sống của Hội Thánh mỗi ngày. Chúng con học được cách của Chúa Giêsu, đó là theo dõi chung quanh mình người nào đang cơ nhỡ, đang hư mất, đang yếu đuối, mà chúng con có một sự mạnh mẽ và dạn dĩ để giới thiệu về Chúa cho họ, để họ trở về với Ngài. Hơn bao giờ hết, chúng con thấy được cái tình trạng tội lỗi và
cái tình trạng thuộc linh yếu kém của những tội nhân mà họ cần phải được giải cứu. Họ cần phải được gỡ ra khỏi cái lưới rập của ma quỷ và cái nanh vuốt của kẻ thù, hầu cho chúng con đem họ về với Ngài. Xin Chúa ban ơn cho chúng con trong buổi cầu nguyện này và Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúa ơi, đặc biệt là chương trình ngày 11 tây tháng 2 tới đây, xin Chúa sức dầu cho chúng con. Xin Chúa ban ơn để chúng con có được buổi sinh hoạt thờ phượng Chúa trong ngày buổi sáng, học lời Chúa trường Chủ nhật, rồi chúng con có được buổi nhóm thật là ý nghĩa. Mời ban ngày ban phước cho sứ điệp mà con chia sẻ cho hội thánh trong ngày mùng 2 Tết này, và sau đó là tiệc không công ở nhà của chấp sự Thiên Ân và Thúy Vi. Thật là vui khi chúng con nghĩ đến ngày đó. Nhưng Chúa ơi, còn bao nhiêu người chúng con chưa mời, chưa nói về Chúa, xin cho chúng con cũng được ơn để chúng con giới thiệu về Đấng Christ cho những người thân, những người bạn của chúng con, hầu cho chúng con đưa họ đến với Đấng Christ. Chúng con không đưa họ đến với hội thánh, chúng con đưa họ đến với Đấng Christ. Chúng con không đưa họ đến với tôn giáo hay là tổ chức, nhưng chúng con đưa họ đến với sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con thấy được cái mục đích đời đời mà Đức Chúa Trời đã bày ra cho họ, cho chúng con trước và cho họ kế tiếp. Hầu cho chúng con làm việc đó một cách vui lòng, một cách sẵn lòng, Chúa ơi. Cho nên con cầu nguyện Chúa, Ngài ban phước cho mỗi buổi nhóm của hội thánh. Ngài ban phước cho mỗi buổi nhóm của hội thánh là một buổi truyền giảng. Ngài ban phước cho mỗi sự thờ phượng của hội thánh là mỗi một cái sự truyền giảng nói về tín lành của Chúa cho những người chung quanh. Chúa ơi, Ngài tập cho chúng con dương nổi cung đồng. Ngài tập cho chúng con, Ngài đưa chúng con lên hòn đá cao hơn của cuộc đời chúng con. Và tập cho chúng con tại vần đá đó, chúng con có thể cầm gươm, có thể cầm gươm nặng chịu trên tay, và tập luyện cho chúng con có thể cầm gươm đó để chiến trận và dương nổi cung đồng. Chúa ơi, Ngài tập luyện cho chúng con như Ngài đã tập cho David vậy. Hầu cho mỗi buổi nhóm của chúng con, Ngài thánh là mỗi buổi truyền giảng đặc biệt. Xin cho chúng con được ơn. Nếu ngày hôm nay chúng con, Chúa hỏi rằng ngươi muốn ta làm điều gì cho ngươi, và chỉ một điều thôi. Chúng con không biết anh em chúng con xin điều gì, nhưng con sẽ xin Chúa rằng: Cha ơi, xin cho chúng con được ơn để đem linh hồn người khác về với Ngài. Bởi vì lời của Chúa dạy chúng con rằng, Ngài phán rằng, người có tài là người có tài chinh phục linh hồn người khác. Chúa ơi, phải. Chúng con cầu nguyện Chúa cho một điều, đó là xin Chúa cho chúng con được ơn để chinh phục linh hồn của tội nhân về cho Đức Chúa Trời. Chúng con không có điều gì khác hơn ngoài điều đó. Chúa ơi, và điều đó được cập theo bởi quyền năng và các ân tứ của Ngài, để chúng con vừa giảng đạo mà vừa bày tỏ quyền phép của Chúa qua sự hầu việc Chúa của chúng con. Xin đừng để chúng con chỉ vui với nhau, vui với gia đình hạnh phúc của chúng con, nhưng chúng con cũng vui với những tội nhân đến ăn năn với Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, sáng nay con có nhớ trong lời cầu nguyện của chúng con, đó là: Chúa ơi, xin Chúa cứu lại những người đã bỏ Chúa. Xin Chúa vớt lại những người đã từng đến với hội thánh nhưng đã chìm rồi. Chúa ơi, xin Chúa vớt họ. Xin Chúa đem họ trở lại với bầy của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Còn nhiều người tin Chúa mà bỏ Chúa lắm. Chúng con biết là có hơn 1.000 người, 2.000 người đã từng tin Chúa vào thập niên 90 nhưng họ đã bỏ cuộc. Trong đó có trong đó có người thân của chúng con. Vì chúng con cũng biết được một người xui gia của thầy Tịnh. Tối hôm qua khi chúng con học Kinh Thánh với nhau thì chúng con biết rằng thầy có một xui gia tin Chúa từ lúc qua Mỹ. Hai ông bà tin Chúa, bà đã về với Chúa rồi, và hiện nay thì ông không thể đi nhóm được vì vướng bị bận nhiều điều. Chúa ơi, như đó thôi, chúng con cũng biết rằng có rất nhiều những người Việt Nam chung quanh chúng con đã từng tin nhận Chúa, tiếp nhận Ngài, nhưng không có trung tín đi nhóm lại, hoặc là trải qua nhiều năm tháng thì việc tin Chúa đối với họ chỉ còn là kỷ niệm nho nhỏ trong họ. Họ chỉ nhắc lại với một chút niềm vui thôi, nhưng họ không có liên hệ gì với Chúa nữa. Cho nên sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho hội thánh không chỉ nhóm lại trong ngày thánh vui vẻ với nhau, nhưng chúng con cũng học cái gương của Chúa Giêsu trong Luca đoạn 19 câu 10: Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Do chúng con tất bật như Chúa Giêsu, chúng con cũng bận rộn như Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa vì khi nhìn lại cuộc đời chúng con thấy chúng con cũng bận rộn, nhưng chưa bằng Chúa. Chúng con cũng bận rộn tất bật, nhiều người xót cho chúng con, thấy chúng con mệt,
yêu thương với lòng yêu thương, nhưng điều đó cũng phản ánh lên rằng chúng con chưa bằng Chúa Giêsu, bởi vì Ngài bận rộn cho đến nỗi các môn đồ đó rằng tại sao thầy không ăn? Các anh em Ngài cho rằng Ngài mất trí bởi vì Ngài không ăn. Chúa ơi, đó là cái bản tính của Ngài. Chảy giếng nước, Ngài phán với các môn đồ rằng bánh của ta là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa đam mê sự dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin cho chúng con học lấy gương đó của Chúa mà chúng con sống một đời yên ổn, sống một đời hạnh phúc. Có những người không yên ổn chút nào, có những người đầy lòng ganh tị, họ mở ra công việc này công việc kia để với lòng ganh tị. Chúng xin Chúa giúp đỡ cho họ trở lại với mục đích ban đầu, trở nên giống như Chúa. Ngài lo công việc của Đức Chúa Trời đến nỗi người ta gọi Ngài mất trí, Ngài không ăn, người ta gọi Ngài điên, bởi vì Ngài không lo đến sức khỏe của Ngài. Chúa ơi, và đó là cái sự đam mê của Chúa, vì Ngài đến tìm và cứu cả bị hư mất. Sự nóng cháy của lời Đức Chúa Trời, của công việc Chúa đã tiêu nuốt Ngài như điều mà Matthew đã nhận định. Ông đã nhận định cái sự sốt sắng của nhà Chúa đã tiêu nuốt Ngài khi Ngài bệnh rối mây đi vào trong đền thờ. Ngài làm điều mà các Pharisee và những người tế lễ không dám làm. Ngài đã đuổi những kẻ đổi bạc tại đền thờ, những điều mà các quan chức lúc bấy giờ không dám làm. Nhưng cái sự nóng sốt, sự nóng cháy về công việc của Đức Chúa Trời đã khiến Ngài trở nên kẻ thù của những người Pharisee. Và chúng con đang trở nên những kẻ thù của thế lực thế gian này. Và ngay cả những người tin Chúa, họ cũng cảm thấy gai mắt khi thấy chúng con năng nổ trong công việc Ngài. Họ thấy không an ổn khi thấy chúng con tìm kiếm Chúa mỗi sáng. Chúa ơi, chỉ bằng những điều đó, xin Chúa giúp đỡ cho họ bước vào sự cầu nguyện. Họ bước vào sự ý nghĩ của Đức Chúa Trời mà thôi giơ tay, thôi giơ nắm đấm lên để chiến đấu của anh em mình. Chúa ơi, con xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Vọng canh chúng con đổ lòng ra buổi sáng hôm nay để xin Chúa giúp đỡ cho chúng con. Chúng con muốn trở lại với vòng nhóm đầu tiên, đó là mỗi buổi nhóm đều có người tin Chúa. Cho đến nỗi từ 3.000 người ở trong ngày lễ ngũ tuần đã tăng lên 5.000 người trong vài tuần sau đó. Trời ơi, đó là một sự phát triển nhanh nhất của một hội thánh đã bắt đầu từ hội thánh đầu tiên. Hội thánh của Chúa đã 6 năm rồi và chúng con chỉ có vài chục người, trong khi cái số người 3.000 rất còn đông lắm. Chúa ơi, cho chúng con tỉnh thức trong điều này. Chúng con cảm ơn Chúa với lòng biết ơn Chúa, cho chúng con trở nên giống như Chúa, như là cầu nguyện sáng hôm nay của con và anh em chúng con. Con cầu nguyện chúc phước cho chương trình mùng 2 Tết. Xin cho chúng con vui với nhau, vui xuân với nhau, nhưng chúng con cũng mang bổng tánh của Đấng Christ, đó là tìm và cứu kẻ bị hư mất. Cảm ơn Chúa về tình yêu, về cái gương đó của Ngài. Cho chúng con tìm kiếm những người hư mất, đem về cho Chúa và tìm mọi cơ hội để nói về Chúa. Cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Bây giờ thì chúng ta cùng hiệp một với chấp sự Thiên Ân. Có một điều mà chúng ta xin Chúa ban phước, đó là Chúa ban phước cho hôn nhân gia đình. Chúng ta chúc phước cho hôn nhân gia đình của mỗi chúng ta. Chúng ta chúc phước cho hôn nhân tương lai của con em chúng ta. Chúng tôi đã cầu nguyện cho các con của mình, lúc nó mới lọt lòng chúng tôi đã cầu nguyện rồi. Cái lời cầu nguyện đó rất là hay quý vị, bởi vì con của chúng ta 1 tuổi ra đời cho đến 20 tuổi, chúng ta cầu nguyện trong khoảng thời gian đó cho nó được gặp những người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, rồi hôn nhân được hạnh phúc. Chúng ta cầu nguyện cho hôn nhân của chúng ta nữa, được Chúa ban phước và gìn giữ. Chúa phục hồi lại những gì đã mất, Chúa được phục hồi lại những cái giá trị yêu thương, giá trị gia đình mà nó đứng trên bờ vực phá sản. Chúng ta cầu nguyện công bố trong danh Chúa Giêsu rằng Ngài chuộc lại, Ngài lấy lại. Tại thập tự giá nó cũng bao gồm luôn cả về hôn nhân gia đình, những gì đã gãy đổ, những gì đã hư mất thì Chúa chuộc lại cho chúng ta, Chúa lấy lại cho chúng ta, Chúa phục hồi lại cho chúng ta. Đừng giới hạn Chúa, nhưng chúng ta công bố những phước lành đó ở trên hôn nhân của chúng ta, Chúa phục hồi lại, Chúa ngăn chặn cái tình trạng ly thân, ly dị, bỏ nhau, bỏ nhóm, bỏ Chúa, nó liên quan đến gia đình nhiều lắm. Nên chúng ta cầu nguyện giờ này, cầu nguyện cho hôn nhân gia đình, chúc phước cho hôn nhân gia đình, hôn nhân cơ đốc. Chúng ta kịp hiệp một và chấp sự Thiên Ân. Xin mời Thiên Ân cầu nguyện. Amen. Amen. Xin mọi người hiệp ý với anh. Lạy Cha, giờ này chúng con đến với Ngài trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, quyền năng của chúng con, và chúng con hướng về hội thánh của Ngài Cha là những con người mà Chúa đã đổ huyết ra để mua chuộc họ, trời, bao gồm mỗi một chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài ví sánh hội thánh của Ngài với Ngài giống như là hôn nhân, giao ước của hôn nhân, trời. Và chúng con biết rằng giao ước thì không bao giờ kết thúc,
Chúng con biết rằng tình yêu của Ngài là tình yêu đời đời với hội thánh của Ngài là mỗi một chúng con chơi. Chỉ có chúng con bỏ Ngài chứ Ngài không bao giờ bỏ chúng con, bởi vì Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là đấng đời đời, và Ngài, tình yêu của Ngài cũng không bao giờ kết thúc, nên Ngài cũng yêu chúng con bằng tình yêu đời đời. Và Ngài muốn hội thánh của Chúa cũng có những gia đình, cũng có những mối quan hệ giống như vậy chơi. Ngài muốn như người chồng phải yêu vợ mình như đấng Christ yêu hội thánh của Chúa, như Chúa yêu mỗi một những người Chúa cứu chơi. Và xin Chúa cũng cho những người vợ cũng vâng phục chồng mình, và con cái thì vâng phục cha mẹ. Xin Chúa cho hội thánh của Chúa cho vào cái trật tự thiêng liêng mà Chúa đã sắp đặt chơi, thì chúng con biết mọi sự đều được hanh thông. Cảm ơn Chúa vì chúng con thấy rằng có nhiều phép lạ xảy ra trong những câu chuyện của nhiều người. Khi họ chỉ trở lại vật trật tự thiên thượng mà Chúa sắp đặt thì phước hạnh tự nhiên đổ xuống chơi. Chúng con cầu xin Chúa làm điều này trên hội thánh của Ngài và gìn giữ mỗi một chúng con. Chúng con biết rằng chỉ có lời của Chúa sẽ khuyến khích, sẽ nhắc nhở, sẽ động lòng chúng con khi chúng con đi ra cái chỗ bất trật tự mà Chúa không muốn chúng con sống, bởi vì những sự bất trật tự thì sẽ làm cho chúng con đau khổ và hối tiếc trời. Nên chúng con cầu xin Chúa gìn giữ hội thánh của Ngài trong những ngày sắp tới, gìn giữ mỗi một chúng con trong hội thánh của Ngài, và không chỉ hội thánh Vườn Nho thôi, nhưng tất cả những hội thánh Chúa khác ở trong vùng chúng con. Bởi vì khi chúng con nghe nói về những anh chị em chúng con ở hội thánh khác bị trục trặc về hôn nhân, bị về sự đổ vỡ, thì chúng con cũng thấy buồn lòng chơi, bởi vì họ là thân, là chi thể của một của chúng con. Chúng con có sự quan tâm, chúng con có sự đau xót, bởi vì họ cũng là gia đình của chúng, mỗi một chúng con trong Chúa. Nên chúng con cầu xin Chúa gìn giữ hội thánh của Ngài, và chúng con cầu xin Chúa hàn gắn lại những mối quan hệ nào đổ vỡ chơi trong những ngày qua mà chúng con thấy. Chúng con cầu xin Chúa giúp đỡ anh em chúng con để cho cái sự không tha thứ của bất cứ điều gì xung đột mà làm cho sự đổ vỡ, thì chúng con cũng cầu xin Chúa cũng hàn gắn bởi tình yêu của Chúa. Và chúng con biết rằng mỗi khi con người với nhau thì luôn luôn sống có sự xung đột, nhưng chúng con biết có tình yêu của Chúa là tình yêu vị tha, thì chúng con biết mọi sự đều sẽ được hanh thông khi chúng con biết nhìn thấy những cái lỗi lầm riêng của mình và điều chỉnh. Và chúng con biết rằng Chúa chúng con là đấng tốt lành, Ngài luôn luôn muốn chúng con sống một đời sống hạnh phúc, bình an, vui thỏa trong cuộc đời này, trong khi chúng con hầu việc Chúa trời. Chúng con cầu xin Chúa ban ơn trên hội thánh của Ngài, giúp đỡ con cái của Ngài, bởi vì chúng con biết rằng ma quỷ đánh đổ, làm cho gia đình xung đột, chia rẽ với nhau, thì không còn tinh thần để hầu việc Chúa nữa trời. Và khi chúng con chia rẽ, sống không yêu thương, thì chúng con không thể bày tỏ tình yêu của Ngài cho người khác, bởi vì nếp sống của chúng con bày tỏ về Chúa của chúng con qua những việc làm của chúng con trời. Nên chúng con cầu xin Chúa bảo vệ hội thánh của Ngài, bảo vệ những gia đình trong hội thánh của Chúa, những chi thể của Ngài, những hôn nhân, vợ chồng với nhau, con cái với cha mẹ trời, để mọi sự đều được trong trật tự mà Chúa sắp xếp và muốn chúng con ở trong đó. Xin cho chúng con là những người đi theo Ngài, là những con chiên biết vâng phục Chúa. Ở trong vị trí Chúa là người chân thì Chúa sẽ dẫn dắt chúng con. Chúng con là những con chiên, không thể chúng con điều khiển Chúa, và muốn chúng con làm theo ý Ngài, làm theo ý chúng con, như chúng con cần phải làm theo ý Ngài chơi, thì chúng con sẽ biết rằng chúng con sẽ được phước khi chúng con được Chúa dẫn dắt, dạy dỗ và đưa chúng con đi đến nơi. Và chúng con biết rằng đời sống một chúng con sẽ được kết quả khi chúng con đi với Chúa. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con tin rằng buổi sáng hôm nay Ngài nghe lời cầu nguyện của mọi một chúng con. Và xin Ngài gìn giữ, tiếp tục gìn giữ gia đình chúng con, hôn nhân chúng con cái chúng con ở trong vòng tay của Chúa. Và chúng con tin rằng Chúa sẽ cho đời sống chúng con mỗi ngày kết quả hơn khi chúng con đi với Chúa. Và xin Ngài cũng hàn gắn và chữa lành những tấm lòng của anh chị em chúng con có thể bị đổ vỡ về hôn nhân hoặc bất cứ điều gì đó. Chúng con biết rằng cuộc đời này là tạm, và xin cho chúng con sống vui thỏa với những gì Chúa ban cho chúng con hiện tại chơi. Xin Chúa cho chúng con bỏ qua những gì trong quá khứ. Xin cho chúng con đừng sống trong hiện tại với những gì trong quá khứ, bởi vì những điều đó không ích lợi cho mỗi một chúng con, sẽ làm cho chúng con đau khổ và buồn chán. Nhưng xin cho chúng con nhìn tới tương lai, như là Chúa chúng con khi Ngài làm công việc cứu chuộc thì Ngài cũng chú tâm vào
cái sự cứu rỗi vinh quang mà Chúa sẽ hoàn tất để cứu chuộc cả nhân loại, thì sao chúng con cũng nhìn thấy rằng cuộc đời sau của chúng con sẽ phước hạnh hơn cuộc đời này nhiều khi chúng con sống trong cuộc đời này, sống trong cuộc đời sau trong hiện tại. Trời, chúng con cảm ơn Chúa và chúng con biết ơn Ngài, và chúng con cầu nguyện nhân danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm Amen. ơn lời cầu nguyện có chấp sự thiên ân. Vâng, xin Chúa ban phước cho chúng ta một ngày mới được bình an. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào sáng mai. À, xin kính chào Vọng Canh. Bye bye Thiên Ân. Bye bye Thầy Tấn. Yeah, bye bye cô Kiều Thị Mai. Ơi, Yeah, bà nội. Yeah, xin chào mục sư và mọi người. Chào sư, chào Thiên Ân, chào anh chị em, Dạ, chào chào Diệp. Yeah, bye bye Thầy Tịnh nha. Thầy Yeah, Tịnh. bye bye, bye bye Chào cô. Chào mục sư, chào chào bà chị chị em. Hoa. Dạ. Dạ. Cô Hoa. Dạ, Dạ. chào bà nội. Dạ, chị Hoa ở Túc Son đó má, chị Hoa ở Túc Son. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa, Túc Son hả? Dạ.